Mình bắt đầu ha. Đây là một số bài tập mà cô ôn lại cái phần từ đầu đến những cái phần mà các bạn đang học đến cái phần online ha. Thì ôn tới đâu thì hiện tại cô mới chỉ đánh được có 30 mấy câu thôi. Có gì nếu trường hợp chưa xong thì cô sẽ lấy bài tập buổi thứ hai là cô sửa các bạn luôn nha. Hoặc là cô chụp hình là cô nói các bạn chịu khó lấy tập viết ra, các bạn vừa nói các bạn vừa chép những cái cấu hình gì mà cũng liên quan tới cấu trúc ha, mà liên quan tới hiệu ứng gì đó mà các bạn muốn hiểu rõ hơn thì các bạn lấy tập viết theo nha. Có gì các bạn vẽ các bạn ghi ra cho nó dễ hiểu nha. Rồi cái phần hiệu ứng nhắc lại sơ sơ xíu. Phần hiệu ứng thì các bạn sẽ có 3 loại hiệu ứng ha: hiệu ứng cảm, hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng siêu liên hợp. Hiệu ứng cảm các bạn gặp trong trường hợp nào? Thì bạn hiểu đơn giản là hiệu ứng cảm khi hai nguyên tử mà liên kết với nhau thì hiệu ứng cảm nó luôn nó thường trực, nó luôn luôn xuất hiện trong một cái liên kết ha. Thì trong hiệu ứng cảm các bạn có hiệu ứng đẩy và hiệu ứng rút ha. Thì hiệu ứng đẩy các bạn gặp ở đâu ha? Thì thông thường các bạn sẽ gặp ở cái nhóm alkin ha, và những hợp chất, những cái nhóm nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện tích âm, những thằng điện tích âm thì thằng nó giàu điện tử, thằng nó có khả năng cao, tức là nó sẽ khả năng đẩy điện tử. Hoặc nhóm alkin, gốc alkin của mình các bạn biết như C2H3 hoặc C2H5 gì đó, thì các bạn chỉ cần nhớ cho cô đó là cái gì đây, gốc alkin mà thường không thường các bạn sẽ gặp là gốc alkin, còn mấy hợp chất mà mang điện tích âm thì các bạn cũng ít khi gặp thôi. Thì nhớ cho cô là cái gốc alkin mà gốc nó thì là gốc càng dài càng công canh thì đẩy càng mạnh. Thế đó các bạn hiểu hiệu ứng cảm như vậy rồi thì các bạn làm phần lý thuyết cho nó dễ. Rồi tiếp theo nó là hiệu ứng liên hợp. Thì cô nói rồi, hiệu ứng liên hợp các bạn gặp ở đâu? Gặp trong những hợp chất có nối đổi. Gặp trong những trường hợp nào? Thứ nhất là trong trường hợp các bạn có pi sigma pi ha. Trường hợp thứ hai các bạn gặp, ví dụ trường hợp thứ nhất thì các bạn gặp pi sigma này, các bạn thấy hiểu là pi sigma pi. Trường hợp thứ hai các bạn gặp gì đây? Pi sigma pi. Thế đây các bạn hiểu là trên orbital nitơ hoặc trên orbital oxy hoặc trên orbital của clo, trên orbital p của nó đó, còn cặp electron tự do. Cho đó làm sao đây, nó sẽ nó hiệu ứng liên hợp với lại cái thằng nối đôi thì nó sẽ làm sao đây, cái cặp electron nó sẽ đẩy vì nó giàu điện tử, nó sẽ đẩy cho nối đôi. Thì các bạn biết rồi, nối đôi của mình là carbon mà nay hoặc sp2 có hiệu có độ điện lớn ha, thì đó là nó thiếu điện tử sẽ rút điện tử, đó cái cặp electron tự do này sau này sẽ đẩy vào đây. Trường hợp thứ hai các bạn sẽ có hệ thống liên hợp là pi sigma p. Còn trường hợp thứ ba các bạn gặp hiệu liên hợp đó là gì này, pi sigma p trống, tức là trên orbital của nitơ của mình là orbital p không có electron, tức là trên orbital của nó trống trơn không có electron nào hết, thì đó cái orbital nó rất là thiếu điện tử, thiếu điện tử lúc đó làm sao nó sẽ đẩy về phía cái điện tích dương này, và như vậy cái liên kết pi của mình sao phải đẩy ra ha. Thì bạn sẽ có pi sigma p trống. Còn trường hợp mà trên orbital p còn cặp electron thì người ta gọi là pi sigma p. Còn trên orbital p của mình mang điện tích dương, tức là không có điện tử không có electron nào hết, thì các bạn có hiểu là pi sigma p trống. Và trường hợp ba này là trường hợp thứ nhất, các bạn sẽ có hệ là có gì, hiệu ứng liên hợp âm tức là trừ c là nhóm rút điện tử Rồi hiệu ứng thứ ba còn hiệu ứng thứ ba các bạn gặp là hiệu ứng siêu liên hợp. Siêu liên hợp các bạn gặp ở trong trường hợp nào? Thì vừa từ tuần trước cô đã nói rồi, nếu trên cái c của mình tức là gốc alkin còn hydro mà nó bên cạnh thằng c nó đôi, nó còn hydro của nhóm còn liên kết ch đó, thì cái liên kết ch này làm sao đây, nó sẽ đẩy điện tử vào liên kết đôi. Các bạn hiểu là liên kết đôi sẽ rút điện tử, thằng ch này sẽ làm sao đây, sẽ đẩy điện tử đẩy điện tử sẽ làm cho cái ch này nâng đạo thằng h này tách ra, nhưng mà chỉ là tách theo các bạn giải thích theo cơ chế thôi, và bản thân nó sẽ không tách độc lập được, mà các bạn để giải thích trong trường hợp nào, các bạn giải thích trong trường hợp mà các bạn có alken, giải thích alken bền ha, sản phẩm chính sản phẩm phụ, hoặc trong cái phần mà cơ chế của phần hợp chất carbonin đây là trường hợp mà người ta giả định vậy thôi còn cái này sẽ hiệu ứng siêu hợp nói như vậy các bạn sẽ trả lời cho câu hiệu ứng cảm các bạn gặp ở đâu thì hiệu ứng cảm có là sự phân cực hay sự di chuyển điện tử trên liên kết sigma hiệu ứng cảm thì các bạn sẽ nhớ là thường gọi gặp đến liên kết sigma là sự phân cực hay sự di chuyển liên kết điện tử trên liên kết sigma. Còn câu B của nó xem liệu có đúng hay không. Sự phân cực của liên kết pi và lan truyền hệ thống liên hợp là sai. Cái này là của hệ thống liên hợp.
À, thì các bạn biết là đối với liên hợp của mình có pi sigma pi hoặc pi sigma pi hoặc pi sigma pi chóng gì đó thì đó là sự phân cực của liên kết pi. Còn đối với hiệu ứng cảm các bạn nhớ câu là sự phân cực hay sự dịch chuyển điện tử trên liên kết sigma nha. Câu C là sự chuyển điện tử P trong hệ thống liên hợp, là cái này cũng là liên quan tới liên hợp à. Câu D của mình liên hợp pi sigma pi, liên hợp sigma pi giữa các liên kết sigma của nhóm an kim và liên kết pi của nối đôi nối ba nhân thập. À thì cái này các bạn nghe có vẻ hợp lý cho phần hiệu ứng siêu thập ha. Thế đó đối với câu 1 của mình, đáp án của mình là gì đây? Câu A là câu đúng ha. Câu B, câu C là của hiệu ứng liên hợp ha. Còn câu D của mình là liên kết của sigma pi giữa liên kết sigma của nhóm an kim là nhóm mà có CH đó. À, rồi bên cạnh thằng C đôi. À, thì thằng cái nhóm CH là ra nó sẽ đẩy điện tử vào liên kết đôi, liên kết ba của mình. À. Rồi hiệu ứng liên hợp. À, thì câu A của mình là sự phân cực hay sự dịch chuyển điện tử trên liên kết sigma và lan truyền trên mạch carbon. Là cái này của hiệu ứng cảm nha. Câu B là sự phân cực của liên kết sigma và lan truyền trên hệ thống liên hợp. À, câu này là câu đúng của nó. Rồi câu C là sự dịch chuyển của đôi điện tử trong hệ thống liên hợp. À, nó đúng trong trường hợp là pi sigma p. À. Đó câu đối với câu 2 hiệu ứng liên hợp thì bạn nhớ. Thứ nhất mà nhớ cô đó là gì? Ví dụ trường hợp mà pi sigma p đi thì trên hệ thống liên hợp của nó là tất cả các nguyên tử sẽ mình ra ra này. Trên hệ thống liên hợp của mình sẽ nằm trên cùng mặt phẳng. À. Rồi có liên quan tới liên kết pi ha. À. Và nó sẽ lan truyền trên toàn phân tử toàn cái hệ thống liên hợp. Trong khi đó đối với hệ ứng cảm thì các bạn nhớ nó là gì đây? Đặc điểm hệ ứng cảm là nó thường trực. À, và nhớ nó là gì, nó sẽ dịch chuyển điện tử trên liên kết sigma. Và nữa nó là gì, đặc điểm của hệ ứng cảm các bạn nhớ nó là gì đây? Khi mà cái nhóm rút hay nhóm đẩy điện tử nó càng gần thì nó đẩy, nó gây ứng đẩy hoặc rút càng mạnh. Tức là nó có sự lây lan trên mạch carbon. À, nó càng xa carbon mà cái nhóm của mình nó càng xa cái carbon nào thì nó gây ứng càng hiệu ứng cảm càng yếu ha. Rồi do đó hiệu ứng câu 2 các bạn đúng là đáp án B và C ha. Câu số 3 hiệu ứng siêu hợp là gì? À và như vậy chút là trong đầu các bạn nhớ liên kết hiệu ứng liên hợp thì các bạn sẽ gặp ở liên kết pi, được chưa? Pi xuất hiện trong 3 trường hợp pi sigma pi ha. Đó như trường hợp này các bạn có pi sigma pi. Hoặc trường hợp thứ hai đó là gì đây? Pi sigma p. Trường hợp thứ ba đó là gì đây? Pi sigma p chóng. Thì trường hợp thì các bạn hiểu, các bạn nhìn được mũi tên các bạn hiểu là tại sao là nhóm rút rồi đấy ha. Đối với thằng pi sigma pi các bạn thấy oxy rút điện tử mạnh, oxy cái liên kết đôi sẽ này sẽ đẩy được oxy. Thì đó là cho cái liên kết hoặc là cái điện tử trong trong vòng thơ của mình nó phải đẩy ra ngoài. Thì đó đối với nhóm CHO đối với vòng thơ mình là nhóm này là nhóm rút điện tử. Chưa? Còn đối với OH và cái nhóm vòng bên thơ của mình thì các bạn thấy này, đối với OH mà gắn với carbon á thì nếu xếp hiệu ứng cảm thì oxy độ điện lớn hơn so với thằng C. Thì nó bản thân thằng OH này cũng có hiệu ứng cảm là trừ y. Nhưng trong hiệu ứng liên hợp của nó thì các bạn thấy này. Thằng cặp electron này các bạn thấy nó giàu điện tử được chưa? Thì cái liên kết đôi của vòng thơ lần sau này nó sẽ rút điện tử về phía rút điện tử. À do đó cái thằng cặp electron tự do này sẽ đẩy vào vòng thơ. Đó đối với nhóm OH đối với vòng thơ các bạn hiểu đó là hiệu ứng đẩy điện tử. À. Còn đối với các bạn thấy này, các bạn nhìn là mũi tên các bạn hiểu là sao phải nhắm rút ra, luôn luôn phải nhớ để cái đi thi các bạn làm. Các bạn thấy cái trang vậy, đối với thằng mang điện tích dương sẽ rút điện tử, thiếu điện tử nó sẽ rút về phía nó. Nó nhằm liên kết hoặc là điện tử trong cái vòng benzen của mình là sao nó sẽ đẩy đẩy ra ngoài. À và như vậy, bản thân thằng này sẽ là nhắm rút điện tử. À thằng này cũng là nhắm rút điện tử. À, đó, nếu không hình dung đây chỉ cần nhớ câu đó, khi có hiệu ứng pi sigma pi hoặc pi sigma pi chóng, đấy là nhắm trừ C. Trong cái đó nếu các bạn gặp pi sigma p thì các bạn thấy này, cặp này cho mình sẽ đẩy vô. À, cặp này sẽ đẩy cho. Các bạn sẽ đẩy. À, như vậy là cái hiệu ứng đẩy tập là hiệu ứng dương C. À, là nhớ như vậy. Rồi tiếp theo nữa câu số 3 hiệu ứng siêu hợp thì các bạn biết ngay là liên hiệu ứng siêu hợp là liên hợp sigma pi giữa các liên kết sigma của nhóm ankin và liên kết pi của nối đôi hoặc nối ba hay nhân thập. À, như bạn thấy đó. Cái liên kết sigma là C và H này nó sẽ đẩy vào cái liên kết đôi của mình. À. Rồi câu số 4 là đặc điểm của hiệu ứng cảm là gì? Thì vừa nãy cô nói rồi, hiệu ứng cảm nó luôn có tính thường trực. Bất kỳ một nhóm này liên kết với thằng kia là nó sẽ có hiệu ứng đẩy hoặc hiệu ứng rút. Nó luôn luôn nó thường trực trong một cái liên kết.
Rồi không giảm độ mạnh khi lan truyền trên mạch là sai, nó sẽ giảm độ mạnh khi lan truyền trên mạch carbon. Đứng càng gần thì đẩy càng mạnh, hay nếu rút càng mạnh hiệu ứng gây ứng càng mạnh, còn đứng càng xa thì gây hiệu ứng càng yếu. Rồi giảm độ mạnh trên mạch carbon, cái đó đặc điểm của hiệu ứng kẽm, bạn có tính thường trực giảm độ mạnh trên mạch carbon, cái đó câu A và câu C là đúng. Câu số 5, đặc điểm của hệ liên hợp là gì? Đặc điểm của hệ liên hợp là các nguyên tử thường nằm trong một mặt phẳng liên kết. Thì vừa đã có nói rồi, khi mà hệ thống liên hợp của mình thì các nguyên tử trong hệ thống liên hợp của mình sẽ nằm trên cùng mặt phẳng. Rồi trục orbital P đều song song với nhau và thẳng góc với mặt phẳng liên kết. Thì vừa nãy các bạn nhìn cái bài tuần trước các bạn học phần benzen ha. Thì bạn thấy là đối với liên kết pi sẽ được hình thành bởi bởi cái gì đây? Hai orbital sẽ xen phủ với nhau theo kiểu xen phủ trục. Còn nếu xen phủ bên. Còn nếu hợp mà hai cái orbital xen phủ trục, ví dụ như là thằng thằng tròn từ thằng orbital S lai hóa với lại thằng thằng orbital P á, thì lúc đó sẽ lai hóa theo kiểu là xen phủ trục tạo ra liên kết sigma. Còn giữa thằng liên kết C đối đôi C trong vòng benzen của mình nhá, thì tuần trước các bạn rồi có 6 cặp orbital P, làm sao nó sẽ song song với nhau và nó sẽ xen phủ bên với nhau ha. Và hệ thống liên hợp thì tất cả trên hệ thống liên hợp của nó chỗ nào cũng nhau hết rồi đó, không làm giảm độ mạnh khi lan truyền trên mạch carbon. Còn câu C này làm ảnh hưởng đến tính linh động của liên kết CH trong gốc ankin, thì cái này là thuộc của thằng gì? Thằng hiệu ứng siêu liên hợp ha. Nên cho đó đối với câu 6 các bạn là đặc điểm là câu A và câu của lộ liên hợp đúng không? Câu 7 của mình, cô đang nói câu 7 của mày. Câu 6 đúng không? Thì câu 6 của mình, cô đang nói câu 5 đúng không? Câu 5 của mình thì còn là câu C làm cho phân tử có năng lượng thấp hơn đúng rồi. Thì bạn biết là trong hệ thống liên hợp như là vòng benzen chẳng hạn, năng lượng của nó thấp thì sẽ xem sao sẽ bị thì nó sẽ khó tham gia phản ứng. Nó câu 5 của mình đáp án phải là tất cả đều đúng. Câu số 6 là đặc điểm của hệ thống liên hợp là cái gì? Thì đặc điểm hệ thống liên hợp mà sẽ có tính thường trực là sai, cái này là của liên kết của hệ của hiệu ứng kẽm ha. Không giảm độ mạnh khi lan truyền trên mạch carbon là đúng. Còn giảm độ mạnh trên mạch carbon là của hiệu ứng kẽm ha. Đó câu 6 của mình đáp án là B ha. Câu 7, đặc điểm hệ thống liên hợp là gì? Liên hợp có tính thường trực là dẹp ha. Không giảm độ mạnh khi lan truyền trên mạch carbon là đúng. Làm ảnh hưởng đến tính linh động của liên kết CH cho các ankin là sai. Ảnh hưởng linh động tới cái CH trong gốc ankin là có yếu sinh học đó. Đáp án của cô 7 là đáp án B nha. Thì đó khi bạn học rồi bạn hiểu bạn dễ hình dung. Rồi câu số 8, rồi các bạn theo kịp không? Cô có 3 lần mà cô không có để ý, bởi vì cô đang điền thêm cái từ hoàn thành phương trình phản ứng mà mãi không làm được, thì cô cóp vô nó chạy 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 thì nó tóm lại là ba bài, ba cái trang đó chỉ có một một bài thôi, nó có một người coi thôi à. Rồi bây sửa sửa có theo kịp không? Nó theo kịp không? Ủa 10 câu mà sao 9 câu? Nhớ cô đăng 10 câu mà. Bài tập tuần 2 là 10 câu mà. Nhanh hả? Cái này kiến thức học rồi mà. Ủa vậy hả? Ok, vậy thì 9 câu. Thôi tiếp tiếp phần bài tập tiếp nha. Đi thi nha. Những cái bài tập này cô nói rồi, khi mà các bạn làm một lần cô nhắc là sau các bạn cứ mặc định trong đầu gặp OH mà vòng thơm, gắn vào vòng thơm mình nhớ nghĩ ngay tới hiệu ứng gì, hiệu ứng dương C là nổ chậu nha. Thì cô nói là một nhóm hoặc một nguyên tử có thể gây hiệu nhiều hiệu ứng, có thể gây hiệu ứng liên hợp, có thể hiệu ứng liên hợp, có thể có hiệu ứng cảm nha. Thì thông thường hiệu ứng liên hợp nó sẽ trội hơn so với hiệu ứng cảm.
À, đó, ví dụ các bạn thấy OH, người ta hỏi các bạn là nhóm OH của phenol có thể gây hiệu ứng gì, thì bây giờ trong đầu đã học rồi ha. Thứ nhất sẽ hiệu ứng cảm, chắc chắn nó có cảm, mà quan trọng là cảm âm hay cảm dương thôi. Thì bạn đã có hỏi là oxy với lại thằng liên kết với thằng carbon, thì oxy có cũng đối với thằng carbon ha. Thì đó oxy sẽ rút điện tử, sẽ là bị hiệu ứng cảm. Còn nếu xét về hiệu ứng liên hợp ha, thì cái phần vừa nãy cô nói rồi, oxy của mình, trên oxy của mình xung quanh nó chỉ có liên kết đơn, thì trên oxy của mình còn cặp electron tự do. Còn gặp electron tự do thì các bạn sẽ có hiệu ứng gì đây, pi sigma p, em bạn nhớ hiệu ứng dương, dương gì đây, dương C. À, vậy là OH của nhóm phenol vừa gây ứng cảm mà trừ y, vừa gây ứng liên hợp mà dương C. À, do đó các bạn dễ dàng bạn trả lời đáp án nè, trừ y và dương C, đáp án của mình là đáp án C nè. Đau có cái sinh dạy gì sao đau quặn 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 chị ăn tập mic đi đi đúng không sữa luôn ngon. Rồi ví dụ y chang vậy, bây giờ các bạn gặp nhóm NO2 trong trong cái nhóm nitrobenzen, tức là cái nhóm NO2 mà gắn trực tiếp vào bằng thơm, thì các bạn cũng phải lưu ý. Bây giờ trong học khi mà cô giảng lại lần này rồi, thì tuần sau các bạn học các bạn giải thích tiếng Anh, xin bây giờ các bạn không cần phải suy nghĩ nó hiệu ứng gì nữa ha. À, đập vô đầu cho cô bây giờ là các bạn nhớ ngay là hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng trừ C, hiệu ứng nổi trội ha. Thì người ta hỏi các bạn là có thể gây hiệu ứng gì, các bạn phân tích từng hiệu ứng ra. À, thì thứ nhất là hiệu ứng cảm và hiệu ứng liên hợp, chắc chắn là liên hợp nó không có rồi, bởi vì nó không phải là gốc ăn kim. Nếu cái nhóm CH3 đây thì nó có thêm hiệu ứng liên hợp nữa ha. Thì trong trường hợp này các bạn cũng phân tích ra về hiệu ứng cảm, thì các bạn biết rồi, nitơ độ ôn điện mạnh hơn so với thằng carbon. Rồi mấy cái độ ôn điện mà các bạn phải nhớ, nhớ các bạn mới làm được, thì là sao bạn so sánh nha. Ví dụ như là fluor oxy nitơ, clor brom ha, là những cái nguyên tố có độ điện mạnh thì nhớ so với carbon là sẽ mạnh hơn. À, thì lúc đó bạn thấy là nitơ có độ điện mạnh hơn so với carbon, cho đó xét về nhóm NO2 này hiệu ứng cảm hiệu ứng trừ y. À, rồi các bạn bắt đầu phân tích xem liệu có phản ứng liên hợp hay không. Nếu các bạn thỏa mãn ba cái trường hợp của hiệu ứng liên hợp thì các bạn sẽ xét tới hiệu ứng liên hợp. À, và các bạn sẽ biết là cái nào là âm, cái nào là dương. À, thì giống như là các bạn thấy là pi sigma pi ha. À, các bạn hiểu là oxy độ điện mạnh hơn so với nitơ ha, oxy rút điện tử. À, oxy này cũng rút điện tử của nitơ, làm cho cái nhóm NO2 sẽ rút điện tử mạnh của cái nhóm của cái vòng thơm bên nhanh của mình. À, vậy gây hiệu ứng gì trừ C. À, và xét hiệu ứng cảm đó là trừ y, xét hiệu ứng liên hợp đó là hiệu ứng trừ C. Đó, cứ nhớ cô ba trường hợp pi sigma pi, pi sigma pi chống là trừ C, còn pi sigma p nhớ cô này ứng dương C. Trong trường hợp này các bạn có pi sigma pi thì bạn nhớ là hiệu ứng trừ C, hiệu ứng cảm của nó là hiệu ứng trừ y. Đó, đáp án câu 9 của mình, nhóm NO2 là vừa trừ y vừa trừ C. À, rồi y chang vậy, người ta hỏi cái nhóm CH3 trong toluen có thể gây hiệu ứng gì. À, thì cũng y chang vậy, xét về hiệu ứng cảm thì nó là hiệu ứng là gốc ankin, là gốc đẩy điện tử, tức là cái gốc CH3 là đẩy điện tử vào bóng thơm. Rồi tiếp theo nữa, về hiệu ứng liên hợp nó có hay không, không. À, nó không thỏa mãn một trong ba trường hợp của hiệu ứng liên hợp. À, cho đó đối với nhóm CH3 không có hiệu ứng liên hợp. Rồi tiếp theo nữa, các bạn xét tới hiệu ứng liên hợp có hay không. Thì bạn biết rồi, CH3 là gốc ankin, là có gì đây, có liên kết sigma. À, thì các bạn có, và cụ thể các bạn hay gặp cái CH đó, thì các bạn có đây là hiệu ứng liên hợp, tức là cái C mà gắn với lại carbon có liên kết đôi hoặc liên kết bội á, nó còn cái CH này thì cái hiệu ứng này, cái hiệu ứng liên hợp. À, thì lúc đó bạn sẽ có dương y và hiệu ứng H nè. Đó, đáp án của mình là đáp án B, được chưa? Rồi câu số 11, người ta hỏi các bạn sự khác biệt về tính axit giữa axit 2 nitrobenzoic và axit 4 nitrobenzoic một phần là do ảnh hưởng của hiệu ứng gì. Thì đầu tiên các bạn muốn hiểu được cái này, các bạn sẽ vẽ cấu trúc của nó ra, được chưa? Đó, thì các bạn nào các bạn vẽ ra cho cô này. Đó. Thì bạn biết này, đây là cái nhóm axit, tính axit của axit là thể hiện cái nhóm OH. Này, lúc đó nó sẽ làm sao? Một cái yếu tố nào đó nằm cho cái liên kết O và H, tức là cái H lại bứt ra thành H cộng, mà nó làm cho cái thằng này dễ đứt, thì tính axit càng mạnh.
À, hoặc có một cái tác động là đó làm cho cái nhóm OH này khó nứt hơn, tức là ví dụ nhóm đẩy sẽ làm cho cái nhóm OH này khó nứt hơn, sẽ làm giảm tính axit. Vậy trong trường hợp này liệu những cái thằng NO2 so với cái nhóm axit của mình có khác nhau gì hay không? Thì các bạn nhớ cô, bạn nhìn cho cô trong trường hợp này này. Đối với nhóm NO2 thì các bạn biết rồi, nhóm NO2 thì mặc để trong đầu giờ nói NO2 mà gắn với bông thơm thì hiểu ngay hiệu ứng trừ C, trừ Y, mà chỉ xét tới trừ C thôi, bởi vì trừ C nó trội hơn. Rồi tiếp theo nữa, thằng vừa vị trí para của mình cũng y chang vậy, thằng nitơ. Chúng ta quên viết chữ nitơ rồi. Thằng nitơ này cũng y chang vậy, hai cái nhóm cốt NO2 hiệu ứng trừ C. Thì các bạn thấy là oxy rút điện tử làm cho cái điện tử trong vòng thơm của mình sẽ đẩy ra ngoài. Bị đẩy ra ngoài làm cho cái vòng thơm này lại càng rút điện tử nhiều hơn. Càng rút điện tử nhiều hơn thì các bạn thấy này. Càng rút điện tử thì lúc đó bạn thấy thằng oxy này cũng rút này, cái gốc này cũng rút này. Nó làm cho cái cặp NH trong cái oxy này sao đẩy ra ngoài, đẩy về phía vòng benzen. Nó làm cho cái liên kết O và H rất là dễ bị đứt. Cho đó, nguyên so với oxy chẳng hạn, đối với oxy, nguyên cái vòng này sẽ trở thành nhóm rút. Nhóm rút thì lúc đó là sẽ rút được điện tử của oxy, nó làm cho liên kết O và H dễ đứt. Cho đó, H cộng dễ bứt ra, cho đó tính axit nó sẽ mạnh. Thì trong trường hợp này, cả NO2 vị trí octo và vị trí para đều gây hiệu ứng liên hợp trừ C. Vậy ngoài hiệu ứng liên hợp nó còn hiệu ứng gì hay không? Thì cô nói rồi, thằng đối NO2 này thì nó hiệu ứng trừ Y. Hiệu ứng này cũng hiệu ứng trừ Y nữa. Xét về liên hợp thì cả hai cái liên hợp, liên hợp là hệ thống nó không có hiệu ứng nan trên mạch carbon, mà nó sẽ làm sao đây, trên toàn phân tử nó đều giống nhau hết. Đó, xét về hiệu ứng liên hợp thì cái vị trí octo và vị trí para các bạn không so sánh được tính axit mạnh yếu của trường hợp octo và para, mà các bạn sẽ đụng tới hiệu ứng gì, hiệu ứng cảm. Thì các bạn thấy này, đối nấu hai hiệu ứng cảm nó sẽ ở gần cái nhóm axit hơn. Vị trí octo là vị trí số 2, trong đó thằng này ra ở vị trí số 4. Thì như vậy xét hiệu ứng cảm thì thằng NO2 này sẽ rút điện tử mạnh của cái vòng bên vòng thơm, và cái vòng thơm này rút điện tử mạnh này, nó làm cho OH này dễ bị đứt, cho đó tính axit của thằng octo sẽ mạnh hơn thằng para. Đó thì người ta mới giải thích các bạn là sự khác biệt về tính axit giữa axit 2 nitrobenzoic và axit 4 nitrobenzoic một phần là do ảnh hưởng hiệu ứng gì. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở vị trí 2 nitrobenzoic tính axit mạnh hơn so với thằng 4 nitro axit benzoic. Thì mạnh hơn là do cái thằng NO2 gây ứng cảm. NO2 vị trí số 2 sẽ gây ứng mạnh hơn so với vị trí số 4. Được chưa? Rồi đứa nào chưa hiểu không? Bắt được chưa? Rồi câu số 12. Sản phẩm của phản ứng sau được tạo thành do ảnh hưởng của hiệu ứng nào? Thì đây là phản ứng của alken, phản ứng với HBL là phản ứng cộng ha. Đấy thì người ta hỏi các bạn cơ chế của phản ứng này là phản ứng gì, thì nhớ cô là phản ứng là phản ứng cộng đó, mà trong phản ứng cộng các bạn sẽ có ba loại phản ứng cộng ha. Cộng AE, cộng AN và cộng AR. Thì trong trường hợp C nối đôi C, phản ứng đặc trưng của nó phản ứng cộng AE. Còn C nối đôi O thì phản ứng đặc trưng của nó theo cơ chế cộng là phải chữ cộng AN nào. Còn nếu người mà cộng H brom mà có chữ peroxide hoặc ánh sáng thì nhớ cô nó là cộng gốc tự do nha. Vậy thì các bạn thấy, giờ các bạn xét trường hợp bình thường của nó xem nó có khác gì với sản phẩm này hay không. Thì nếu người mà các bạn xét về hiệu ứng cảm á, thì các bạn thấy là đối với cái liên kết C đôi C, CH phải đôi CH này này, thì các bạn thấy là cái thằng CH ở phía bên trái của cô á, thì các bạn thấy là CH5, thằng này sẽ là CH3, được chưa? CH3 thì các bạn thấy là các bạn học cái phần mà hiệu ứng cảm với gốc alkin càng dài càng cầm cành đẩy càng mạnh, thì bạn sẽ nhận thấy là CH5 đẩy mạnh hơn so với CH3. Thì lúc đó cái liên kết đôi sẽ lệch về phía thằng C nào mà có nhóm thế đẩy yếu hơn. Thì trong hợp này các bạn nghĩ là CH5 đẩy mạnh hơn, thì cái thằng CH bên phải của cô đây này, thì đó sao đây, nó sẽ thiếu điện tử nhiều hơn thì cái mũi tên sẽ đập về phía nó thì nó sẽ mang điện tích âm, thằng này sẽ mang điện tích dương. Thằng này âm thì lúc đó thằng H cộng đi vào, thằng brom sẽ đi vào đây. Nhưng mà trường hợp này nó là trường hợp ngược lại. Vậy lý do này là gì? Thì các bạn thấy là đối với thằng CH2 bên cạnh thằng C nối đôi, thì bạn nghĩ ta hiệu ứng siêu liên hợp.
này là CH3 là gốc ankin, mà là nhóm CH có bên cạnh thằng C nối nối đôi hiện liên kết bội á, thì thằng CH3 là gây hiệu liên hợp đối vòng đối với cái liên kết đôi, thằng CH2 này cũng gây hiệu liên hợp. Thì đối với thằng này có 3H thì sẽ đẩy mạnh hơn à, đó. Trong trường hợp này nếu sản phẩm theo hướng này gọi là giải thích theo hiệu ứng siêu liên hợp. Trong trường hợp này không có hiệu ứng liên hợp, chỉ có hiệu ứng cảm và hiệu ứng siêu liên hợp thôi. À, thì siêu liên hợp trong trường hợp này, nếu trường hợp mà các bạn thấy sản phẩm như này, các bạn sẽ giải thích dựa vào siêu liên hợp. Rồi tiếp theo là câu số 13, sắp xếp các nhóm theo hiệu ứng cảm trừ y tăng dần. Thì các bạn sẽ sắp xếp thằng nào nhỏ, các bạn sẽ đứng bên trái, thằng nào hiệu ứng cảm trừ y là rút mạnh nhất sẽ là bên phải. Thì trong trường hợp đấy các bạn phân tích ra, có nối ba, còn nối đôi, còn nối đơn. À, thì các bạn sẽ nhận thấy cho cô là gì đây? Đối với liên kết đơn đôi ba thì liên kết ba là có độ ôm điện lớn hơn, cho nên hiệu ứng cảm của nó sẽ rút điện tử mạnh hơn. À, thì thằng một sẽ rút mạnh hơn thằng hai, thằng hai rút mạnh hơn thằng ba. À, vậy cái nhóm NO2 này so với lại thằng thằng liên kết ba thì sao? Thì đối với NO2 thì các bạn biết rồi, đối với xét hiệu ứng cảm hay hiệu ứng liên hợp thì nó là nhóm rút mạnh nhất trong những cái nhóm chất mà các bạn học. À, đó, đối với NO2 các bạn thấy này, nitơ có hút điện tử, hai oxy có hút điện tử nữa, nằm trong cái nhóm NO2 này gắn vào carbon sẽ nằm trong hút điện tử rất là nhiều. À, và như vậy so với 4, so với 1 thì 4 mạnh hơn. À, thì bạn sẽ so sánh theo tăng dần các bạn hiểu là ba nhỏ nhất, ba nhỏ hơn hai, nhỏ hơn một và nhỏ hơn 4. Đáp án là đúng, ba nhỏ hơn hai, nhỏ hơn một. Ba nhỏ hơn hai, nhỏ hơn một và nhỏ hơn 4. Đáp án cũng đúng, của bạn là đáp án B ha. Rồi tiếp theo nữa, câu số 14, sắp xếp hiệu ứng trừ C tăng dần. Trừ C tăng dần tức là cũng các bạn cũng y chang vậy, các bạn sẽ xét hiệu ứng liên hợp của nó. Xét hiệu ứng liên hợp của nó thì thằng nào mà liên hợp yếu nhất thì các bạn đặt bên trái, thằng liên hợp mạnh nhất là bên phải. Thì nếu làm được cái này thì các bạn vẽ ra, để cô quên vẽ này. Sắp xếp hiệu ứng liên hợp trong hợp là những nhóm chất này mà gắn vào vòng thơm ha. Thì các bạn vẽ này NO2, CHO, NO2, C axit và nhóm SO3H. Nhóm thứ hai là nhóm nào? NO2 axit.
Trong hợp này các bạn làm này, các bạn vẽ cấu trúc ra ha. Các bạn nhớ cô đó, các bạn có pi sigma pi ha, đối với thằng này pi sigma pi thì các bạn hiệu ứng trừ C, thằng này cũng pi sigma pi, thằng này cũng pi sigma pi, thằng này cũng pi sigma pi ha. Trong năm bốn thằng nhóm này, nhóm nào cũng là nhóm group điện tử hết đều hiệu ứng trừ C hết. Và quan trọng ở đây các bạn là so sánh nhóm là group mạnh nhiều, mạnh nhất, nhóm là nhóm nhóm group nhóm hiệu ứng trừ C yếu hơn. Thế là các bạn cùng vẽ cấu trúc ra ha. Vẽ cấu trúc ra thì các bạn thấy đối với thằng này các bạn có pi sigma pi thằng oxy đốt điện tử ha, đối với c này với c này đốm điện nó tương tự nhau được chưa, thì thằng này chỉ là rút thôi. Còn đối với này các bạn thấy này, thằng nitơ đốm điện mạnh hơn ha, thằng lưu huỳnh mạnh hơn ha. Còn đối với thằng nhóm axit này chuyện gì xảy ra, cũng là pi sigma pi nhưng mà cái nhóm oxy này so với cái thằng nhãn nhóm anhydride thì cái nhóm axit này các bạn thấy này, trên orbital của thằng oxy này còn cặp NX trong tự do ha, thì các bạn có này pi sigma pi, do đó cặp NX trong sẽ đẩy vào đây, đẩy vào đây ha. Đẩy vô đây, lúc đó thằng này cũng đẩy vào đây ha, nhóm này thằng này nhóm đúng. Và quan trọng các bạn sẽ xác định cho cô nhóm là rút nhiều hơn ha. Thì các bạn thấy là thằng CH này là không đẩy không rút rồi, còn đối với thằng oxy này nó đẩy vô đây nữa, thằng oxy cũng rút mà nó làm sao nó còn thằng oxy này rút nè, thằng này đập vào đây, thằng oxy này cũng rút được chưa, oxy này sẽ đập vào đây, nên cho liên kết giữa O và H linh động hơn so với thằng này, nó làm cho liên kết OH đang sắp xếp tính trừ C hả? Trừ C tăng dần đúng không ạ? Thằng này oxy này cái liên kết C nó rút nhưng mà thằng oxy này sao đẩy vào, nó cho nên so với cái nhóm vòng benzen á, tức là thằng benzen nó đều phải đẩy từ ra ngoài hết nè, đẩy từ ra ngoài hết. Cô vẽ lại cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đó, đối với này đều này về vào hết này. Này đều vào hết. Đó. Thằng này đều đều đẩy điện đều thằng cái thằng đối với nhóm CHO, nhóm NO2, nhóm axit và nhóm SO3H á, thì cái nhóm này đều là nhóm rút điện tử so với vòng thơ, mà vòng thơ của mình đều phải đẩy điện tử ra ngoài để đẩy tử ra ngoài hết nha. Nhưng trong bốn thằng này các bạn phải nắm được, nắm với cô là thằng nào rút điện tử mạnh nhất của vòng thơ nha. Thì các bạn thấy này, thằng này là pi sigma pi được rồi, thằng này là pi sigma pi nhưng mà thằng này còn có oxy đẩy điện tử, nó làm cho cái liên kết CRO này ra đây bớt thiếu hơn. Sau đó xét về cái hiệu ứng liên hợp thì thằng CHO rút điện tử mạnh hơn so với cái thằng axit ha. Tức là cái vòng thơm của thằng nhóm CHO nó phải đẩy nhiều hơn so với vòng thơm của nhóm axit. Đấy là các bạn so sánh giữa C với C đã. Rồi bắt đầu các bạn thấy thằng nitơ, thằng lưu huỳnh, thằng dị tố, thằng gắn với thằng này độ điện lớn hơn. Đó chắc chắn là cái hiệu ứng liên hợp của nó sẽ mạnh hơn so hai thằng mà gắn trực tiếp thằng C với C, thằng C với C. Chưa? Vậy trong ba thằng thì thằng này yếu nhất đến thằng này được chưa? Tiếp theo nữa là đến thằng NO2 với thằng SO2 ha. Thì bạn thấy này, oxy rút điện tử, thằng NO oxy này có rút điện tử này ha, cho nên cái liên kết này đập vào đây. Còn đối với thằng này các bạn thấy là thằng S của mình đốm điện yếu hơn so với thằng carbon ha. Thằng nitơ đốm điện mạnh hơn so với thằng lưu ha, cho đó bạn chắc thằng nitơ đã rút điện tử mạnh hơn. Đó của nó rồi nhóm NO2 thì NO2 là cái nhóm rút điện tử mạnh nhất trong trong những cái nhóm rút ha. Cái đó thằng S này đốm điện nó gần gần bằng C, thằng nitơ đốm điện chênh lệch so với C nhiều hơn, thì đó cái nhóm NO2 sẽ rút mạnh hơn. Được chưa? Và trong bốn thằng này ha, các bạn sẽ chia ra thằng C với thằng C gắn với thằng thằng vòng thơm, các bạn sẽ chia ra một rút ha. Thằng những thằng khác có đốm điện lớn hơn thằng C các bạn sẽ chia một rút ha. Thằng nitơ đốm điện mạnh nhất ha, thì đó NO2 của mình rút mạnh nhất. Thì đó trong cả bốn bốn nhóm này thằng NO2 là cái nhóm rút mạnh nhất, là thằng sẽ xếp ở ngoài cùng bên phải. Được chưa? Tăng dần thì thằng bị yếu là thằng nào yếu nhất, thì bạn thấy đối với thằng axit thằng này yếu ha. Thằng 3 sẽ nhỏ hơn thằng mấy? Thằng 3 nhỏ hơn thằng 1. Thằng 1 nhỏ hơn thằng 4, thằng 4 nhỏ hơn thằng à, à thì bạn sẽ chọn
Đáp án là tương ứng. Do cái phần đề của cô nó không tương thích với lại cái office nữa đó, cô không copy vào đây được, cô phải cắt thì tạm thời cái thời gian là đại lần đỡ. À, như đó các bạn sẽ chọn đáp án nè. Và trường hợp lớn hơn này các bạn thấy này, 3 nhỏ hơn 3 nhỏ hơn 3 nhỏ hơn 1, 1 nhỏ hơn 4, 4 nhỏ hơn 2, như đó là bạn đúng rồi, mình đáp án đi. Rồi câu số 14 ok không? Câu số 14 cả lớp hiểu không? 14 có cần phải giải thích lại không? 14 pass được không? Không ai nói gì đâu, cô pass nè, coi như các bạn hiểu nha. Ok. Này sang hiểu rồi vậy. Đó, cho các bạn cứ nhật thư vậy này, cố gắng về nhà. Bây giờ khi đụng đến cái nhóm này, CHO vào bằng thơm, NO2 vào bằng thơm, thằng acid vào bằng thơm, thằng SO3H vào bằng thơm, các bạn hiểu ngay là hiệu ứng trừ C đã. À, thì các bạn dựa vào đó để các bạn xem xoắn tính acid thằng nào mạnh, thằng nào yếu hơn nha. Nét nữa cái phần mà so sánh phần acid á, người ta cho thêm một cái nhóm acid nữa, người ta hỏi là acid nào có tính acid mạnh nhất, các bạn sẽ nắm được là thằng nào rút mạnh nhất trong cái những cái nhóm thế tương ứng á, nhóm thế nào mà rút mạnh nhất thì sẽ làm cho tính acid của nó mạnh hơn ha. Và câu số 15, sắp xếp các ion theo hiệu ứng liên hợp dương C tăng dần khi được gắn vào vòng benzen. Thì khi mà gắn vào vòng gen thì trong trường hợp này các bạn thật có gì? Thì trên orbital C của mình này, nó giống như trang hiệu ứng là pi sigma pi, pi sigma p, pi sigma p, pi sigma p. Các bạn biết là trên orbital của C, trên orbital của nitơ, trên oxygen của thằng oxy, nó có nguyên một điện tích âm. Điện tích âm các bạn hiểu nó đang rất là giàu điện tử, thậm chí nó giàu hơn so với thằng cặp electron tự do. Nó mang một điện tích trừ, thì các bạn hiểu là cái điện tích của nó lớn hơn so với cái cặp electron trên orbital p. À, nếu những cái nguyên tử này mà gắn vào vòng thơm thì cũng gây hiệu ứng pi sigma p, hiệu ứng dương C. Vậy trong ba thằng này đều mang một điện tích trừ, vậy liệu thằng nào đẩy mạnh hơn? Trong ba thằng khác nhau chắc chắn sẽ có thằng mạnh thằng yếu. Vậy các bạn muốn giải thích được trong trường hợp này ai mạnh ai yếu, các bạn sẽ sử dụng độ ôm điện. Thì bạn biết là bản chất độ ôm điện là khả năng thu giữ electron về phía mệt. Thì đối với thằng C của mình, độ ôm điện yếu hơn so với thằng oxy. Thằng oxy là mạnh nhất, đến thằng nitơ, và nitơ mạnh hơn thằng carbon, tức là thằng carbon của mình yếu nhất. Vậy cái carbon của mình có khả năng giữ cái điện tích âm về phía của nó yếu hơn, cho đó cái điện tích âm này có khả năng cho vòng thơm nhiều hơn. Còn đối với oxy nó cũng có một điện tích âm, nhưng bản thân của nó có độ ôm điện lớn ha. Do đó cái cặp cái độ ôm điện của oxy lớn, nó khả năng làm sao là nó giữ cái điện tích âm cho riêng nó, tức là giữ cho về phía nó mạnh hơn. Do đó cái khả năng cái điện tích âm nó cho thằng vòng thơm của mình nó yếu hơn so với thằng carbon, yếu hơn so với thằng nitơ. Nghĩa là các bạn hiểu rồi, các bạn hiểu đó là trong đối với thằng một là mã đẩy sẽ mạnh nhất và thằng ba sẽ là đẩy yếu nhất. Bởi vì thằng oxy độ điện mạnh nhất trong ba thằng này. Thế đó đáp án của mình sẽ là thằng tăng dần đúng không? Tức là thằng yếu, là thằng 3 nhỏ hơn thằng 2 và nhỏ hơn thằng 1. 3 nhỏ hơn 2 nhỏ hơn 1, cho đó đáp án đúng của mình là đáp án C. Câu 15 hiểu không? Các bạn giải thích tương tự như là pi sigma p, bởi vì trên cái orbital của C và nitơ trên O của mình có nguyên một điện tích âm, đó cũng khả năng cho vòng bên nhẹ. Rồi có cần vẽ đâu không?
Rồi các bạn nhìn mà cái này các bạn đã hiểu là khi mà các bạn định hướng thế cho vòng thơm, nếu nhóm thế của mình là nhóm thế đẩy thì mật độ edit trong trên vòng thơm là vị trí octo và vị trí para dọc điện tử hơn, các bạn hiểu cái mũi tên chưa? Đó, thằng này đẩy điện tử vào thì cho cái linkage đầu này đập vào phía carbon số 2, cho linkage đầu này đập vào phía carbon số 4, tức là vị trí para ha. Thế bạn sẽ giải thích là tại sao khi mà định hướng thế cho vòng thơm ha, thì các bạn nhận thấy là đối với nhóm đẩy điện tử thì ở vị trí số 2 hoặc là vị trí octo para là vị trí giàu điện tử hơn so với meta, nó sẽ định hướng nhóm thế là định hướng thế trên vị trí octo para ha. Thì các bạn học các bạn hiểu, tuần trước các bạn học có phần định hướng rồi à, bây giờ phải hiểu đó, cái phần bài tập các bạn hiểu phần này rồi, các bạn về các bạn làm tập, tập rất là dễ. Đó, cô đã cố gắng là cô vẽ ra để cho các bạn dễ hình dung rồi, dễ nha. Đó, hiệu ứng liên hợp nghĩa là P sigma P à, bình thường trên cell, trên nitơ, trên oxy của mình có cặp electron tự do thôi đã đẩy rồi, trong hợp này có nguyên một điện tích âm đẩy mạnh hơn à, các bạn hiểu là một cái điện tích âm này điện tích nó sẽ giàu hơn so với cặp electron à. Rồi thì từ vào đây các bạn nhận thấy là thằng này đẩy vô thì lúc đó là cái linkage đô này đập vào vị trí octo, thằng này đập vào vị trí para y chang vậy. Đó là lý do tại sao bạn thế là thế nhân thơm, là tác nhân của mình là tác nhân mà điện tích dương, tức là như NHNO3 trong môi trường axit thì cái nhóm thế à, nhóm thế của mình là electrophil thế SE á, các bạn thấy là cái tác nhân là nucleophil, tức là thằng thích điện tích âm là bản thân nó sẽ mang điện tích dương, nó sẽ tấn công vào vòng thơm chỗ nào mà giàu điện tử hơn à. Do đó nếu mà phản ứng thế trên nhân thơm thì nếu nhóm thế không phải nhóm thế đẩy thì sẽ định hướng thế octo para à, lý do là vậy đó nha. Đó, trong trường hợp này so sánh, nếu người thi người ta cho các bạn so sánh thì các bạn cứ nhớ cô giữ carbon và nitơ oxy đều có điện tích âm, thì mà muốn so sánh thằng nào đẩy mạnh hơn thì các bạn sẽ nghĩ tới độ ôn điện của thằng nào mạnh hơn, thằng đó khả năng giữ cái điện tử về phía nó nhiều hơn, tức là thằng này giàu nhưng mà thằng này keo, tức là bản thân thằng này làm sao nó rất là ham tiền làm sao này nó vẫn muốn giữ tiền riêng cho nó, đó nó khả năng cho người khác kém ha. Thằng này cũng y chang vậy ha, độ miệng của nó yếu hơn, cho đó cái khả năng giữ cái điện tích âm về riêng cho nó sẽ yếu hơn so với thằng oxy, nhưng mà thằng mạnh hơn so với thằng bọc ha. Độ âm điện mạnh sẽ khả năng giữ cái điện tử về phía cho nó sẽ cho thằng khác khó khăn hơn ha. Cái đó đối với thằng này các bạn thấy thằng C của mình đẩy mạnh hơn đến thằng nitơ đến thằng oxy nha. Nó tăng dần thì thằng 3 sẽ là thằng số 3 nam mã sẽ nhỏ hơn thằng số 2, 2 nam mã sẽ nhỏ hơn số 1. Thì đó đáp án đúng của mình là đáp án C. Rồi trong một cái câu này ha, khi làm thế xong nữa bạn tổng hợp lại xem nhóm nào nhóm đẩy em rút. Thì người ta nói các nhóm thế nào sau đây khi gắn vào vòng benzen, tức là gắn vào vòng thơm nha ha, tự định hướng trong đầu cô đã vẽ nhiều lắm rồi, cô vẽ cũng chán mắt tay rồi ha. Thì bạn sẽ cố gắng bạn định hướng là C2H5 gắn thêm một cái vòng benzen, thằng C3N gắn thêm vòng benzen, thằng brom gắn thêm vòng benzen, OCH3 gắn vào benzen, thì trạng với CF3 gắn benzen, thằng NO2 gắn benzen. Thì người ta hỏi các bạn là câu 16 nhóm nguyên tử nào có thể gây hiệu ứng cạn dương y, thì bạn xét cho cô ha. Thằng này gốc ankin thì nhớ ngay ha, chính là nhóm đẩy điện tử. Thằng này còn liên kết bội thì nó không thể đẩy được, chắc chắn là sẽ nhầm rút à, và rút thì như nào nó tính tiếp. Rồi brom của mình ha, gắn vào vòng thơm thì tuần trước cô đã nói các bạn rồi, brom của mình ha, vừa hiệu ứng cạn mà trừ y vừa hiệu ứng liên hợp là dương C ha à, bởi vì nó cái chân orbital của brom nhỏ nhóm halogen của mình còn cặp electron tự do cho hiệu ứng P sigma P ha. Đó thằng này nhưng mà hiệu ứng cảm thì nó sẽ trội hơn so với hiệu ứng liên hợp ha, do đó đối với brom các bạn mặc định trong đầu nó là trừ y, thì là định hướng thế các bạn mình nhớ cho cô là vị trí nhóm đẩy. Còn đối với thằng này các bạn thấy gặp này gì gắn với vòng thơm, các bạn gắn với thằng C này gắn với vòng benzen, các bạn có P sigma P hay thằng này hiệu ứng liên hợp, bản thân thằng C thằng liên kết ba này, do đó cái liên kết ba này sẽ rút điện tử của thằng carbon trong vòng thơm ha, do đó cái thằng này sẽ gây hiệu ứng gì đây, hiệu ứng là cạn thì gây ứng trừ y ha, và hiệu liên hợp nó gây trừ C. Ở đối với brom các bạn vừa trừ y vừa dương C, thằng OCH3 cũng như trang hiệu ứng cạn, mới là nhóm oxy rút điện tử của thằng carbon cho nó hiệu ứng trừ y.
À, nhưng mà hiệu ứng liên hợp thì các bạn biết đâu trên oxy của mình còn cặp electron tự do, làm sao này các bạn có pi sigma p, thì đó oxy sẽ đại điện tử vào. Thì đó, đối với thằng OCF3 gắn vào vòng thơm nó vừa hiệu ứng trừ y vừa hiệu ứng dương xề, được chưa? Còn đối với thằng CF3, thằng CF3 các bạn sẽ hiệu ứng cảm, chắc chắn là thằng flo đổ điện mạnh. Ba thằng flo đu trên một carbon, nó làm cho carbon liên kết với carbon của vòng thơm sẽ là nhóm rút. À, nhưng mà hiệu ứng liên hợp có không? Không. À, hiệu ứng siêu hợp có không? Không. À, đó, đối với thằng số 5 của mình chỉ gây hiệu ứng trừ y thôi. Rồi nhóm NO2 thì vừa đến NO2 vừa đã phân tích gắn vào vòng thơm, nó vừa hiệu ứng cảm, NO2 là nhóm rút so với thằng carbon ha, NO2 là rút. Rồi hiệu ứng liên hợp của nó là các bạn có pi sigma pi, hiệu ứng này hiệu ứng trừ C ha. Đó, các bạn ghi ra, các bạn này trích, các bạn vẽ cấu trúc ra cho cô đi ha, thì các bạn thấy này trừ C2H5 là hiệu ứng dương C. Có cần phải vẽ cấu trúc cho các bạn không? Con vẽ không hay là các bạn tự làm được? Vẽ thì cô hỏi là tối hôm nay các bạn thấy là mở quang ra thằng này hiệu dương C và dương Y. C nó 3. Brom OZ3 C3,
Đâu, các bạn vẽ được thì các bạn sẽ phân tích ra ha. Cái này hiệu ứng của mình là vừa này trừ y ha, nối thằng CH này, C nối 3 các bạn có liên kết bội này, so với thằng C này, thằng này hiệu ứng trừ y ha. Và ngoài hiệu ứng trừ y ra các bạn hãy copy sigma pi hiệu ứng gì đây, trừ C ha. Còn đối thằng bro của mình các bạn thấy này, hiệu ứng cảm bro đỗ điện mạnh hơn so với thằng cảm bọ ha. Rồi tiếp theo nữa, thằng này còn gặp electron tự do trên orbital p, cho đó thằng này hiệu ứng gì đây, dương xe pi sigma p, thằng này cũng y chang vậy. Hiệu ứng của mình hiệu ứng gì đây, trừ c. Còn đối với thằng bro của mình cũng vậy, hiệu ứng của mình hiệu ứng trừ c, trừ y và dương c, thằng này cũng hiệu ứng trừ y, hiệu ứng cảm với hiệu ứng trừ y và gì đây, dương c. À, còn đối thằng CF3 của mình các bạn thấy sẽ hiệu ứng gì thôi, trừ y thôi. Còn đối với thằng này các bạn thấy này, vì hết về ứng cảm các bạn có trừ y. Nếu đến các bạn có pi sigma pi hay mà cô nói là pi sigma pi này ứng trừ c. À. À, do đó các bạn sẽ thấy đó. Khi bạn vẽ ra các bạn sẽ phân tích ra ha. Đối với thằng này là nhớ ăn kim này ứng dương y. À, đối với thằng này các bạn thấy là hiệu ứng vừa trừ y vừa trừ c. Đối với thằng bro của mình xét về ứng cảm trừ y dương c. Đối với thằng OZ3 hiệu ứng của mình là trừ y dương c ha. Hiệu ứng thằng này các bạn này chỉ hiệu ứng cảm thôi. Rồi đối thằng này là trừ y và dương c. À, và các bạn hiểu như vậy rồi. Như vậy các bạn phân tích ra rất là dễ. Đó, bạn nào mà chưa rõ thì cô đã về nhà cô cố gắng cô trình bày thật được kỹ cho các bạn rồi ha. Đó, các bạn nhớ các bạn hiểu rồi các bạn làm rất là dễ, vì cái phần này là cái phần quan trọng nhất trong cái phần chương trình hữu cơ của mình, các bạn chỉ cần hiểu rồi là các bạn làm được hết bài tập. À, đó thằng này cái thằng các bạn nhóm nguyên tử nào có thể gây hiệu ứng cảm dương y, hiệu ứng dương y các bạn có thằng một ha, nhóm nguyên tử chỉ có thể gây hiệu ứng cảm trừ y thì các bạn thấy là hiệu ứng thằng CF3, thằng số mấy, thằng số 1, 2, 3, 4, 5, thằng số nào. Đối với thằng câu số 18, nhóm nguyên tử có thể gây ứng trừ y và dương c, các bạn chọn ra trừ y và dương c, các bạn sẽ có mấy thằng, ba thằng luôn, thằng số 3, thằng số 3, 4, 6. À, các bạn sẽ chọn thằng là 3, 4, 6. Hiệu gì, trừ y và dương c, trừ y và dương c các bạn chỉ có thằng số mấy thôi, trừ y và dương c có thằng số 3 và thằng số 4 thôi nè, số 3 và số 4 là đáp án nè, 3 và 4 là đáp án của mình là đáp án B. Câu số 19, nhóm nguyên tử có thể gây ứng trừ y và trừ c, trừ y và trừ c thì bạn sẽ mở ra trừ y và trừ c chỉ có thể là thằng nào thôi, thằng số 2 và thằng số 6 thôi, số 2 và thằng số 6, như đó đáp án đúng thì mình là đáp án D. Được chưa? Rồi lớp mình ok không? Mấy bài phần bài tập mình cắt chưa? Rồi, lớp mình sao? Ok rồi không? Rồi pass tiếp nha. Đó, cô phân tích cho các bạn rồi, các bạn về bạn coi nha. Rồi tiếp theo nữa phần hiệu ứng cảm đó, các bạn chỉ cần nhớ đó, quanh đi quẩn lại cứ hiệu ứng cảm, hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng siêu hợp thôi. Và thông thường khi bạn xét thì các bạn hay xét tới hiệu ứng cảm, hiệu ứng liên hợp. À, và nhớ cô chỉ cần nhìn nhận ba trường hợp để các bạn nhận diện nó có liên hợp hay không, cứ pi sigma p cháu à. Rồi đồng phân quang học. Đồng phân quang học thì câu A người ta nói là những chất có tác dụng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực, đúng không? Là những hợp chất nào mà có carbon bất đối, tức là carbon bất đối nó sẽ làm cho phân tử của nó bất đối xứng. Phân tử của nó bất đối xứng khi lúc đó các bạn thấy chiếu ánh sáng phân cực, chiếu một tia sáng.
À, thì các bạn thấy là sau khi chiếu chiếu một tia sáng và cái chất mà gây có đồng phân quang học, tức là đối với hợp chất mà có carbon bất đối, tức là có đồng phân quang học á, thì nó sẽ làm gì đây, thay đổi ánh sáng phân cực một cái góc, hoặc là chiều phải kim đồng hồ hoặc là chiều trái kim đồng hồ. À, thì các bạn hiểu đơn giản đó là gì, là những chất có tác dụng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực. Câu B, những chất có yếu tố bất đối xương trong phân tử, cũng đúng ha. Câu C của mình, những chất có ảnh và vật qua gương không trùng khít với nhau. Và người ta ví như là ảnh và vật, làm sao đây, như bàn tay trái bàn tay phải, mặc dù giống y chang nhau nhưng mà nó không thể trùng khít với nhau được. À, như vậy đáp án của mình là đáp án tất cả đều đúng. Câu số 21, đồng phân hình học có thể xuất phát từ hợp chất nào? Thì bạn coi lại là phần lý thuyết thì tuần trước cô đã giới thiệu rồi. Các bạn gặp đồng phân hình học khi nào? À, thứ nhất, các bạn hay gặp nhất, các bạn hay nghĩ ngay tự nhiên nó tới nhất, đó là gì, hợp chất của nối đôi. Hợp chất nối đôi tức là C đôi C thỏa mãn điều kiện hai nhóm thế trên một carbon có nối đôi, làm sao để phải khác nhau, A khác B, C khác D. Thứ hai nữa, đây là phổ thông các bạn đã gặp rồi, đến bây giờ các bạn học đại học rồi, các bạn sẽ gặp hợp chất là gì nữa? Hợp chất mà có vòng no, hoặc cụ thể là cyclohexane. Tức là trên 2C sẽ có hai nhóm thế khác nhau thì các bạn sẽ có đồng phân hình học. Rồi, liên kết ba có không? Không. Hoặc các bạn sẽ gặp trong trường hợp nào nữa? Các bạn gặp trong trường hợp mà các bạn có chẵn liên kết đôi, à, thì sẽ có đồng phân hình học, hoặc là lẻ liên kết đôi sẽ có đồng phân quang học. À, thì như vậy trong hai trường hợp này các bạn hay gặp nhất, còn trường hợp là trường hợp thứ ba các bạn ít gặp. Hoặc đồng phân hình học các bạn gặp trong hợp chất nào? Hợp chất mà có C nối đôi nitơ, trên nitơ của mình còn cặp electron, và người ta ví cặp electron của mình như là một nhóm thế ha. Đó, đáp án đúng của mình là A, B, và thông thường các bạn hay gặp dẫn xuất cyclohexane cam, và dẫn xuất của mình là liên kết đôi. Hợp chất sau đây có bao nhiêu carbon bất đối? Thì cô nói rồi, nếu đi thi người ta hỏi các bạn gọi là tìm số carbon bất đối, các bạn thì tìm cho cô là tại cái carbon nào ít nhất có ba cái nhánh đi ra thì bạn mới quan tâm. Còn thằng C nào mà các bạn thấy chỉ có hai gạch mà không viết nữa thì bạn hiểu đó là CH2. Mà để ra carbon bất đối thì phải trên một carbon có bốn nhóm thế phải khác nhau, A khác B khác C khác D, thì các bạn mới được gọi là đồng carbon bất đối. Thì trong trường hợp này các bạn cũng quan tâm là gì, đối với trường hợp cái này thì các bạn hai nhánh đi các bạn chả quan tâm nữa, bởi vì hai nhánh đi thành C này còn thiếu hai hóa trị hai, còn thiếu hai hóa trị thì nó bạn hiểu là CH2 này, hai đôi giống nhau rồi, không quan tâm. Thằng này không quan tâm, thằng này quan tâm, thì đó cô nói là ít nhất chỗ nào phải có ba con đường đi các bạn mới quan tâm. Khi ba con đường đi các bạn chỉ cần nhìn cho cô xem có hai nhóm thế khác nhau hay không. À, các bạn không tìm được nhóm thế khác nhau bạn chỉ nói là carbon bất đối. Thế ông thường đấy các bạn quan tâm đến số vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3, vị trí số 4. À, vậy chỗ này liệu có hay không? Các bạn nhìn cho cô này. Các bạn phân tích là thằng này CH3, thằng này CH2H5. Và các bạn hy vọng là trên hai đường đi của cái vòng này sẽ khác nhau. Các bạn sẽ xét từng từng nước một, tức là từng lớp một, thằng này giống chưa? Thằng này đến thằng này các bạn thấy nhóm thế khác nhau. À, do đó trên bốn hai đường đi trên trên nhánh trên cái vòng của mình á, hai cái đường đi này khác nhau. À, lớp thứ nhất là giống nhau nhưng mà lớp thứ hai các bạn thấy là này gắn với tơ lo, thằng này nhóm và mấy nhóm lại thì nó khác nhau rồi. Vậy là đối với carbon này các bạn thỏa mãn là carbon bất đối rồi, y chang vậy đối với carbon này các bạn thỏa mãn gì, hai em thấy cái này khác nhau rồi. Các bạn quan tâm là xem điện trên hai đường đi trên một cái vòng này có giống nhau hay khác nhau. Các bạn thấy một này lớp này đầu tiên giống nhau, và lớp thứ hai các bạn thấy nó khác nhau hoàn toàn. À, các bạn thấy lớp này, các bạn thấy này, C của mình đi ba nhánh khác nhau, ba nhánh khác nhau. Đó, đối với carbon thứ hai này cũng là carbon bất đối. Và xét tới cái nhánh thứ ba của bạn này, các bạn thấy nhiên liệu có giống hay khác nhau, thì các bạn thấy là H với nhóm này đã khác nhau rồi, và các bạn đi trên xem cái trên cái con đường đi của cái vòng nó có giống hay khác. Các bạn cứ xét từng nước một hai vậy, như vậy cũng khác nhau. Như vậy đối với carbon này cũng khác nhau. Và liệu carbon này giống hay khác thì các bạn thấy này, CH3OH khác nhau và cả cái trùng này khác nhau nữa, và cái C này cũng là carbon bất đối. Và đáp án đúng của câu này, đáp án là phải có bốn carbon bất đối ha. Cái đó đáp án đúng của mình là đáp án câu 22, đáp án nào? Đáp án đây. Câu 23, các chất sau đây chất nào có tính quang hòa? Thì cũng y chang vậy, các bạn xét carbon bất đối ha. Vậy trên một C có bốn nhóm thế khác nhau là có đồng phân quang học. À, vậy đối với thằng này các bạn thấy này, tự nhiên thỏa mãn ra đây hai một rôm giống nhau đẹp ha. Đối với thằng này các bạn, đối với thằng C, đối với hợp chất thứ hai các bạn thấy có hai thằng C còn ba cái nhánh, bạn có thể quan tâm thằng này, nhưng mà các bạn thấy đối với carbon này các bạn thấy này hai nhóm CH3. Nhớ cho cô là khi mà trên sơ đồ hình que á không viết gì, các bạn hiểu đây là nhóm CH3 này, CH3. À, đó đối với thằng C này các bạn thấy hai nhóm CH3 giống nhau rồi, còn đối với thằng C bên cạnh thì sao,
bố em thấy giống nhau chưa? Thằng này CF3, thằng này H, thằng này bro, mà thằng này như thằng này là C isobutyl, thì bố em thấy khác nhau chỗ đó. Đối với thằng 2 có. Với thằng 3 có hay không? Thằng 3 các bạn chỉ quan tâm với thằng C này thôi. Với thằng C này các bạn vô tình làm sao này hai em thấy giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Là CF3, CF3, được chưa? Chỗ đó không có. Y chang vậy. Đối với carbon này các bạn chỉ quan tâm thằng này thôi. Thằng liên kết đô các bạn quan tâm chỉ nha, mặc dù thằng này các bạn có 3 hướng đi nhưng mà liên kết đô không có. Chỉ xét chỗ này là carbon của mình mà chỉ có liên kết đơn mà có 3 nhánh, ít nhất có 3 nhánh đi ra ha. Đúng này, hôm nay các bạn vẽ này, thằng H đối với thằng này. Và các bạn vẽ trên cái lớp này cái giống hay khác nhau, các bạn thấy lớp này giống, lớp này giống, lớp này giống. Lớp này đến liên kết đôi rồi, thằng này vẫn là liên kết đơn. Cái đó hai hướng đi trên cái vòng nó sẽ khác nhau. Cái đó thằng 4 có, thằng 2 có. À, 4 có, 2 có, đáp án vẽ đúng này là bán đề nha. Ở câu số 24, đồng phân D và L có liên quan đến sự quay mặt phản ánh sáng phân cực không? Tất nhiên rồi. À, D và L cũng là danh pháp của đồng phân quang học. Đồng phân quang học có thể gọi là đồng phân theo dõi theo danh pháp D, L có thể theo danh pháp RS ha. Đó, D, L thì đồng phân D là các bạn hiểu là luôn luôn quay phải, đồng phân L là bạn luôn luôn quay trái ha. Thì đó là bạn đúng qua câu 24 là đáp án C và A và D, A và B ha. Kịp không? Có cần chậm hay nhanh? Qua được chưa? Đang ngẫm hả? Đó, giờ ngẫm lại đi, cô nói nhiều cũng mỏi của mình. Rồi xét đồng phân quang học chỉ mà xét tới carbon mất nối, mà carbon mất nối thì nhớ cô là trên carbon đó phải có bốn nhóm thế khác nhau, ý là trên carbon đó chỉ có liên kết đơn, mà khi các bạn nhìn trên đồ thị trên cái hình cấu trúc á, ít nhất phải có ba cái đường, ba cái nhánh đi ra thì bạn mới xét tới cái carbon đó. Còn nếu mà carbon mà có hai nhánh như thằng này xét hai, các bạn quan tâm chi, bởi có hai hydro giống nhau, hai hydro giống nhau, hai hydro giống nhau à. Đó chỉ quan tâm đến thằng nào có ít nhất ba nhánh, thằng này ba nhánh và thằng liên kết đôi không xét ha. Được chưa? Bước qua 25 nha. D glucose là thành phần quan trọng trong cơ thể, xác định danh pháp D của glucose dựa trên OH của carbon nào? Thì tưởng chút cô nói rồi ha. Thằng này giống như thằng dựa theo cấu nhóm DL các bạn, cái nhóm đầu tiên làm chuẩn đó là thằng nào ta? Thằng anhydrid mà chỉ có 3C á. Thằng anhydrid mà có 3C là CHO. Thằng này cũng có OH và thằng này có nhóm CH2OH á. Nhưng quên tên thằng đó tên gì rồi. Đại khái là các bạn sẽ DL, các bạn sẽ lấy cái nhóm OH của mình sẽ nhìn theo cái thằng CHO. À, các bạn thấy thấy trên đối với thằng D của glucose các bạn thấy vị trí số 2, số 3, số 4, số 5 là có carbon bất đối. À, thằng số 6 của mình là CH2 không có rồi. À, vị trí số 2 của mình các bạn thấy một nhóm thế, hai nhóm thế, ba nhóm thế và cái cục này nữa cho đó. Trên 2 3 4 5 là carbon bất đối ha. Và quan trọng các bạn sẽ xác định cho cô lấy danh pháp DL thì vị trí số 2 của mình là D hay L hay D hay L ha. Thì có một cô nói rồi, đối với mà D hay L các bạn sẽ lấy cái OH mà nhìn vào cái nhóm CHO. Lấy cái nhóm OH này mà nằm bên phải của nhóm CHO các bạn có đồng phân là D, được chưa? Là đồng phân quay phải. Còn nếu nhóm OH này mà nhìn cái nhóm CHO nó nằm bên trái thì các bạn có đồng phân L. Thằng này là số 4 của mình có đồng phân D, thằng số 5 của mình đồng phân D ha. Nhưng mà người ta hỏi các bạn xác định D glucose là dựa theo OH số bao nhiêu, thì các nhớ cô dựa vào thằng
thằng OH của carbon mà xa cái nhóm CHO nhất là vị trí carbon số 5. Câu số 26. Vậy glucose theo DL các bạn sẽ xác định cho cô rồi. Vì này số 2 của mình là 2 là D, 3 là L, 4 là D, 5 là D. Vậy đồng phân RS các bạn gọi như thế nào? Thì các bạn nhớ cho cô cái thằng CHO, nếu mà theo cái quy tắc mà triển khai ra thì các bạn nhớ CNO, các bạn hiểu như thằng C này gắn với thằng C này gắn với O, thằng O này gắn với C nữa. Cô quên thiếu là C này. Do cái phần mềm kem đo nó bị lỗi, cô cắt hình thì cô không có sửa được. Để các bạn hiểu thằng C nối đôi H, C nối đôi O, các bạn hiểu là C với O, C này với O và O này với C, coi như hai cái liên kết C nối đôi O đó. Thì các bạn thấy các bạn phân tích như vậy để các bạn biết là vị trí số 2 của mình quay phải, quay trái R hay S. Nhìn đầu tiên vị trí số 2 các bạn xét nhóm thế H là nhỏ nhất, được chưa? Vậy ba nhóm thế là lớn nhất. Thì các bạn thấy này, C này từ C số 2 đi ra, C này đi với C, C này đi với O và C này đi với C. Vậy OC của mình sẽ là nhóm thế lớn nhất. Rồi tiếp theo nữa, đường đi lên và đường đi xuống, vậy đường nào sẽ ưu tiên hơn? Thì các bạn thấy là C này gắn với 2 oxy, C này gắn với 1 oxy, C này gắn với 1 C, do đó cái nhánh trên sẽ là nhánh ưu tiên hơn. Do đó số này là số 1, nguyên khúc này là số 2 và cái khúc ở dưới là số 3. Và các bạn sẽ có 1 2 3, các bạn sẽ xoay 1 2 3 được chưa? Cái này là sẽ đi theo ngược kim đồng hồ. Nhưng mà nhớ cho cô khi mà gọi theo Fisher và các bạn cách các bạn xác định RS trên Fisher, thì nếu trường hợp mà cái H của mình nằm ngang thì các bạn sẽ đọc ngược, và nhớ cô chữ ngang đi với ngược ha. Các bạn sẽ có OH là vị trí số 1, cái thằng nhánh đi trên là nhóm số 2, các bạn sẽ xoay 1 2 3. Như vậy này là ngược kim đồng hồ và H của mình nằm ngang, các bạn đọc ngược lại là N. Rồi tiếp theo nữa, vị trí số 3 của mình thì cũng y chang vậy, H là nhóm thế nhỏ nhất nằm ngang. Các bạn nhớ cô đọc lưu ý đọc ngược lại. Thì thằng OH của mình vẫn là nhóm thế lớn, được chưa? Thằng OH vậy thằng đi lên và thằng đi xuống là lớn hơn, thì các bạn cũng đi từ C3 các bạn đi ra. C3 gắn với C2 là C. Thằng này gắn với cũng C. C này gắn với O, C này cũng gắn với O. Và tiếp theo đến lớp thứ 2 các bạn chưa so sánh được, các bạn sẽ so sánh lớp thứ 3. Lớp thứ 3 các bạn gắn với C, C này với O. Và trường hợp này C của mình gắn với 2 oxy sẽ ưu tiên hơn. Đó bên này số 1. Thằng ở trên là số 2, thằng này ở dưới là số 3, các bạn sẽ khoanh 1, 2, 3. Cái này là NR. NR nhưng mà H mình đọc ngược lại, và đó số 3 của mình là S. Vậy là 2R và đi với 3S. Vậy số 4 của mình liệu xem L hay S, các bạn quan sát cho cô này. H của mình cũng là nhóm thế nhỏ ha, nhóm thế nhỏ mà nằm trục ngang, đọc ngược lại ha. O là số, OH là vị trí số 1. Và liệu xem cái C ở vị trí số 4 của mình, C trên hay C dưới cái nào lớn hơn? Từ C4 các bạn đi ra C3, C3 của mình đi với OH, C3 đi gắn với C. Từ C4 của mình gắn với số 5 của mình cũng OH và C. Thì các bạn thấy O này với C các bạn cũng sẽ giải quyết được, C này gắn với O. Thì thằng này các bạn thấy thằng này C với O, thằng này gắn C, thằng này cũng đi với O. Thằng này thằng C này còn gắn thêm với C nữa. Đó đối với thằng số 5, đối với thằng số 4 thì nhánh trên vẫn là nhánh ưu tiên hơn. Các bạn nhánh 1 số 1 này, số 2 này, số 3 này, xoay 1 2 3. Đây ngược kim đồng hồ và H của mình nằm ngang thì đọc là R. Y chang vậy số 5 của mình như sao? Đại C số 5 của mình, H của mình cũng là nhỏ nhất nằm ngang, được chưa? Đọc ngược lại, thằng OH sẽ là nhóm thế số 1. 1. Và các bạn thấy sự vị trí nhanh lên và đi xuống là ưu tiên hơn. Thì thử vị trí số 5 đi với số 4 này, C với C6. Các bạn thấy là đối với số 4 thì gắn với C, thằng này gắn với C, C này gắn với OH. Nhưng mà nhánh trên của mình có một cục ở trên nữa, do đó nhánh trên sẽ vẫn ưu tiên hơn. Đó số 1, số 2, số 3. Các bạn khoanh 1, 2, 3. Và lúc đó các bạn lại cho đồng phân gì đây? Đồng phân S, nhưng mà đọc ngược lại là N. Và như vậy các bạn cuối cùng các bạn chốt lại đối với glucose các bạn đấy. Số 2 là R, số 3 là S, số 4 là R, số 5 là R. Vậy là tương ứng với DL các bạn có đúng hay không? Thì đối với DL các bạn thấy số 2 là D, số 3 là L, số 4 là D, số 5 là D. Vậy là D tương ứng với R và S tương ứng với L. Đó, nếu đi thi mà gặp trường hợp này các bạn sẽ xác định DL, các bạn sẽ suy ra RS nó nhanh hơn. Đó, đáp án đúng của mình là 2R, 3S, 4R, 5R, đáp án đúng là đáp án A. Được không? Câu số này được không? Hay là phải vẽ cấu trúc ra? Lớp
Câu này được không? Hay là giảng lại? Rồi nha. Cho các chất axit methyl cyanohexan carboxylic dẫn chất nào? Thì muốn dẫn chất nào có người ta hỏi bạn là đồng phân hình học, đồng phân quang học. Thế bạn cũng xét cho cô ha. Xét về đồng phân quang học, vậy thằng này có bốn phải là bốn nhóm thế khác nhau hay không? Thứ nhất là cô nói là đồng phân hình học thì là cyclo, tức là vòng no, nhưng mà trên vòng no của mình phải phải đáp điều kiện tại 2C có hai nhóm thế khác nhau. Và như vậy đối với thằng hợp chất một là mã của mình tại 1C. À, có 1C có nhóm thế thôi, do đó xét về đồng phân hình học cũng không có. Nhưng mà liệu xét về đồng phân quang học nó có hay không? Nếu về xét về đồng phân quang học nó có thì bạn sẽ xác định đồng phân cả quang bất đối. Vậy liệu đối với thằng số 1 có cả quang bất đối hay không? Bạn thấy này, hai nhóm axit và nhóm C3 là khác nhau rồi, vậy các bạn sẽ xét cho cô là trên cái đường đi của cái vòng nó giống hay khác nhau. Các bạn thấy này, nhìn vô các bạn lại kẻ một cái đường có mặt phẳng độ sớm à, hai đường đi này giống nhau, y bon nhau à, thằng này cũng y bon gặp nhau. Bạn thấy có đồng phân có một cái mặt phẳng độ sớm này, do đó các bạn sẽ hai nhánh đi hai nhánh này giống nhau, do đó đối với thằng một là mã không có cả quang bất đối. Còn đối với thằng số 2 của mình xét về đồng phân hình học có hay không? Trong bài này người ta hỏi vừa đồng phân hình học vừa đồng phân quang học, các bạn xét từng cái. Về đồng phân hình học thỏa mãn điều kiện à, trên 2C có hai nhóm thế khác nhau ha, thằng này có nhóm axit, thằng này có nhóm H à, thì các bạn thấy là thằng này CH3 với hydro, do đó cũng thỏa mãn đồng phân hình học. Và để đồng phân quang học có hay không thì các bạn sẽ xét tới cả quang bất đối. Thì đối với thằng C này các bạn thấy này, CH3 và một con thằng nữa thằng H, và các bạn chỉ cần xác định cho cô hai cái nhánh đi trên cái vòng này có giống hay khác nhau thôi. Các bạn thấy đến đây các bạn có nhóm thế, đến đây các bạn không có nhóm thế, cho đó thằng này sẽ ưu tiên hơn, bốn nhóm thế khác nhau. Thằng y chang vậy, đối với thằng C mà gắn với thằng nhóm axit cũng y chang vậy. Còn một thằng không viết tới là thằng hydro. Các bạn chỉ cần xét được cho cô hai cái nhánh đi trên vòng nó có giống nhau hay khác nhau. Các bạn thấy tại C này đi ra hai nhánh này khác nhau, được chưa? Đối với này thỏa mãn đồng phân hình học có, đồng phân quang học có hay không? Nhưng bạn cũng xét tới này. Hai có một thằng H nữa nè, và các bạn thấy hai hướng đi này khác nhau. Khác hay giống nhau? Bạn thấy số 1 này, số 1 này, số 2 này, số 2. Đến đây các bạn có khác nhau. Đến thêm một C để mình tới nhận thấy ha. Bằng số 4 của bạn có hay không? Đồng phân hình học thỏa mãn hai nhóm thế khác nhau trên một carbon khác nhau, được chưa? Đối như carbon bất đối các bạn thấy liệu nó khác hay giống nhau, thì từ đây các bạn thấy CH3 với H, và các bạn thấy vô tình trong ngược này cái nhóm thế nó ở đây, thì bạn thấy kẻ một đường này các bạn thấy nó ra đây nó đối xứng, và như vậy thằng số 4 không có đồng phân à, có một C có hay không, có đồng phân hình học không có đồng phân quang học. Các bạn thấy này, các bạn kẻ cái này giống này, cái này giống này, cái này giống này, gặp đây gặp một tụ một điểm giống y chang vậy, thằng này này giống này, giống này, gặp đây tụ một điểm. Nếu bạn kẻ một cái nhánh này các bạn thấy đó. Thì nhóm các bạn có một mặt phẳng đối xứng, và như vậy thằng số 4 không có đồng phân quang học. Và đây các bạn sẽ tới một không có đồng phân hình học, không có đồng phân quang học. Số 2 có hình học có quang học, số 3 có hình học có quang học, số 4 có hình học nhưng không có quang học. Vậy các bạn hiểu như vậy rồi, các bạn đặt đặt con số 7 27. Hợp chất nào có tính quang hoạt là thằng số mấy? Hợp chất nào có tính quang hoạt thì thằng số 2, số 3. Số 2, số 3. Còn số câu 28 là hợp chất nào có đồng phân hình học và quang học? Hợp chất nào có đồng phân hình học và quang học, vừa đồng phân hình học vừa đồng phân quang học cũng là số 2 và số 3. À, người ta hỏi tổng quát là đồng phân quang học, đồng phân hình học là 2, 3, 4 nha. Có không? Không có hả? Vậy là vẫn là nếu nó vừa đồng phân hình học, quang học là 2 và 3. Và người ta hỏi là không có đồng phân quang học là thằng nào? Số 1 và thằng số 4. 1 và 4. Câu hỏi hỏi có 30 người ta hỏi có đồng phân hình học. Có đồng phân hình học thì các bạn thấy là số 2, số 3, số 4 đều có. Số 2, số 3, số 4. Rồi, hiểu chưa? Để câu 30 được chưa? Có câu nào chưa rõ chưa hiểu cô giảng lại nè. Vì cô muốn biết, muốn nói là đến cô nói phần nào các bạn chưa hiểu, các bạn hỏi hỏi lại đến khi nào trong đầu các bạn mặc định đúng, cứ gặp cái đó là phải đúng. Thì như vậy các bạn làm bài tập rất là dễ.
Để đến bên một câu 30 có chỗ nào bạn nào thắc mắc không hiểu không rõ không? Ngoài trả lời là ok nha. Rồi bây giờ sửa cái câu 31 với câu 32 là cái sửa cái bài tập đầu tiên. Đâu, bài tập đầu tiên là xác định cấu hình E và Z của các hợp chất sau E và Z. À, thì bạn sẽ xác định trên đồ có đồng phân hình học hay không thì bạn sẽ tới. Cái câu số 1 có đồng phân hình học hay không? Thứ nhất là thỏa mãn điều kiện cần, đó là C nó đôi C. Điều kiện đủ của mình trên hai trên C nó đôi này, hai cái nhóm thế phải khác nhau, A khác B, C khác D, thỏa mãn. Và đồng phân này các bạn xác định cho cô nhóm thế nào lớn, nhóm thế nào nhỏ. Xét đồng đồng đầu tiên các bạn sẽ xét carbon đầu tiên là cái nhóm C này, được chưa? C này thì bạn sẽ xác định cho cô này, nhóm thế CH3 nhóm thế lớn. Đối với nhóm này các bạn thấy này, C nối đôi đôi, C nối đôi H này. Thằng này C nối đôi còn có oxy nữa, thì đó nhóm axit sẽ ưu tiên hơn nhóm anh này. Ha. Đó là còn thấy ăn axit ưu tiên à này, nhóm thế lớn hai nhóm thế khác nhau, cho số 1 của mình là đồng phân E. Số 2 của mình là E hay Z. Đầu tiên xét nối đôi của mình thỏa mãn chưa? Thỏa mãn ha. C nối đôi C và hai nhóm thế liệu nó giống nhau hay khác nhau? Điều kiện cần đủ rồi. Điều kiện cần có rồi và điều kiện đủ có hay không? Thì các bạn xét này, cái C này các bạn cứ xét trên hai cái nhánh của cái vòng. Thì các bạn thấy nhánh đầu tiên các bạn có nhóm thế, nhánh này chưa có nhóm thế, như hai đường đi này khác nhau. À, và nhóm thế nào lớn thì các bạn thấy là chắc chắn là có clo cái này phải lớn hơn nè ha. Ví dụ đụng đầu tiên các bạn đụng lớp đầu tiên các bạn đụng clo nhóm thế nhóm thế lớn. Còn đối với thằng này các bạn có này C với nitơ. Lớp đầu tiên là C với C. Lớp thứ hai là C với C, thằng này C với nitơ. Nitơ sẽ ưu tiên hơn so với thằng carbon. Như vậy đầu nhóm thế là nhóm thế lớn và hướng thì là nhóm lớn. À, ai lớn cùng hướng các bạn sẽ làm gì đây? Cùng phía các bạn sẽ là đồng phân Z. Nối y chang với câu số 3. Ông xét đi trang vậy ha. Đồng điều kiện cần là thỏa mãn rồi, điều kiện đủ có chưa? Các bạn sẽ xét trên hai cái nhánh. Nhánh đầu tiên, nhánh đầu tiên các bạn thấy có nhóm nhánh rồi, cái này chưa có. Như vậy hướng lên thì mình sẽ ưu tiên hơn. Rồi y chang vậy các bạn, y chang thằng này các bạn thấy C này với C này, đầu tiên lớp đầu tiên chưa biết, lớp này là C với C, C với C. C này đi với S, C này vẫn là C, vậy đó cái nhánh thứ hai sẽ là ưu tiên hơn. Khúc này là nhóm thế lớn, thằng này nhóm thế lớn, hay là cùng phía thằng ba của mình sẽ là thằng Z. Thằng số 4. Thằng số 4 của mình có hai chỗ có liên kết đôi. Vậy thỏa mãn hay không? Thì đối với thằng nối đôi đầu tiên các bạn có CH2 là các bạn thấy là không thỏa mãn điều kiện đủ rồi. Tiếp theo nó chỉ còn thằng C này thỏa mãn điều kiện cần cần rồi, sẽ điều kiện đủ hay không? Thì đối với thằng C này các bạn có CL có bro, bro ưu tiên hơn. Còn đối với thằng này các bạn sẽ ưu tiên hơn. Thằng C này các bạn thấy là thằng C này đi với 2H. Thằng C này các bạn cũng tương tự đi với 2H. Thằng C này đi với này. Thằng C này các bạn thấy đi với nối đôi, các bạn cứ tưởng tượng C này đi với C, C này đi với C ha. Thì thằng này mới có 2C. Nhưng mà thằng này là 3C sẽ, các bạn hiểu cái nhóm này là nhóm 3C này. Thằng này các bạn có 2C nhưng mà đối với nối đôi các bạn tương đương là 3C, nhưng cái 3C này sẽ nhỏ hơn 3C thật. Và như vậy cái nhánh dưới sẽ nhóm UT ha. Vừa này lớn là nhóm tên lớn cùng phía thằng bố của mình cũng là thằng độc phân Z. Được chưa? Đó, các bạn thấy C này nối C này, C nối đôi O, các bạn cứ tưởng tượng C này với C này 2C nhưng mà còn nối 3. Thì thằng 3, thằng nối đôi này sẽ làm sao đây lớn hơn 2C nhưng mà nhỏ hơn 3C. Còn thằng C này của mình cái nhánh này là tới 3C thật. Như vậy thằng này sẽ lớn, thằng này sẽ lớn cùng phía. Ha. Bố của mình là Z. Nói tóm lại là gì? 1 là E, 2Z, AZ, 4Z. Rồi 31 được không? Một ok nha, không ai hỏi gì nữa đúng không? Câu số 32 xác định đồng phân RS. RS thì các bạn cũng y chang vậy, các bạn sẽ là thì đầu tiên các bạn sẽ xét là carbon nào có carbon một đối thì người ta cho sẵn cái này số 1, số 2 rồi ha. Ví dụ khác không có, thằng này các bạn có số 2 này, bạn có số 5, số 6 này. À. Rồi, số đối với hợp chất này các bạn thấy số 2, số 3 có nha. Đây người ta đánh số cho bạn rồi, các bạn thấy là đối với hợp chất số 1, số 1, số 2. Đối với hợp chất số 2, các bạn có vị trí số 2, số 5, số 6.
Vị trí hợp nhất thứ ba các bạn có vị trí số 2, số 3 có đồng phân có carbon bất đấu, và các bạn xét xem cái nào R, cái nào S. Đối với hợp chất số 1, đối với đồ hợp chất đầu tiên đi. Thì các bạn đối với thằng C số 1 các bạn xét thằng H, thằng này thằng oxy. À, và hai cái nhánh lên. À, các bạn thấy là thỏa mãn bốn carbon bất đối, có bốn cái nhóm thế khác nhau rồi, đó. Carbon số 1 là carbon bất đối. À, và các bạn thấy này, số 1 số H của mình là nhóm thế nhỏ nhất nằm ngang đọc ngược lại ha. Các bạn đặt xác định cho cô thằng oxy là nhóm thế lớn số 1, ưu tiên số 1. Thằng này C với C, thằng này C với OH, thằng này gắn với O với C, coi như các bạn giả tự như này C. Thì tôi có biết thằng 1 thì đang thằng này thằng C. Thằng C này gắn với thằng H. Nhưng mà thằng tiếp theo là gắn với thằng C. Nhưng mà tiếp theo thằng này gắn với máy C, 2C là hai cái tương tự, thằng này C này gắn với 3C là ba cái nhánh. Trong đó nó gắn với thằng C này chỉ có hai cái nhánh thôi. Thì đó thằng C với thằng ưu tiên thôi. Nên là số 1, thằng này số 2, thằng này số 3, thằng này số 1, 2, 3. Thằng này này S thì đọc ngược là R. Vậy là đối với hợp chất số 1 là 1 là 1 R ha. Thằng này thằng carbon số 2 thì thằng H là thằng nhỏ nhất, thằng OH là thằng lớn nhất. Y chang vậy mà kẻ thứ hai đi ra. Thằng này là thằng C, thằng này là C, thằng đi với O. Thằng C là đi gắn với O nữa, đó thằng đi trên thì ưu tiên hơn. Thằng số 1 cho các bạn kẻ 1 2 3. Đó các bạn 1 2 3. Thằng này là R thì thằng này đọc ngược là S ha. Thằng này 1 R 2 S. Rồi thằng số 2. Thằng số 2 của mình là thằng số 2 của mình như nào? Thì nhớ cô thằng số 2 của mình cũng có ba nhánh đi ra, được chưa? Và một thằng còn lại không biết, bạn hiểu là thằng H. Và giờ trên cấu trúc của nó có hai thằng này nằm trên trục ngang, thằng này nét nứt thì thiếu thằng nét đậm. Đó thằng H của mình thằng nhóm thế nhỏ nhất nét đậm, nhớ đọc ngược lại. Và xác định cho cô thằng nào nhóm thế lớn nhất. Bạn thấy này, thằng C này, thằng C thứ hai bạn đi liter. Nhưng liter sẽ thằng ABC, thằng ABC, thằng liter sẽ ưu tiên rồi, do đó sẽ là số 1. Đối thằng này C này, thằng này gắn với này bao, các bạn này nối đôi O, thằng này với O, các bạn cứ tưởng tượng thằng C này gắn với bao oxy. Thằng C này gắn với một thằng S, thằng C này gắn với hai thằng C. Vậy thằng nào ưu tiên hơn thì các bạn thấy này, C này gắn với C, C này gắn với oxy, C này gắn với C, nhưng mà C này gắn với S. Luôn ưu tiên hơn thằng oxy. Đó cái nhánh này chỉ là nhánh thứ hai. Và các bạn sẽ khoanh cho cô. Thằng liter của mình là số 1 rồi chờ 1 2 3. À và thằng này là R và đọc ngược lại là thằng S. Để thằng 2 của mình là 2S. Thằng số 5 của mình thằng nhóm thế H là nhỏ nhất. À nhóm thế nhỏ nhất là nét nước thì đọc bình thường. Nếu bạn đọc này gì? Bắt đầu các bạn nhánh từ C5 này các bạn đi ra thằng đi về S, thằng đi về Niter, thằng đi về C, đó thằng Lumen sẽ ưu tiên số 1 đến thằng Niter thứ hai và thằng C là thứ ba. Bạn sẽ có và thằng CH3 à không không CH3 ba nhóm thế rồi, thằng này số 1, số 2, số 3. Đây là R, à là R. Thằng này 2 là S, thằng 5 là R. Thằng số 6 của mình là thằng nào? Thì đầu tiên các bạn cũng y chang vậy, thằng không còn viết gì hết, còn thiếu một cái tức là thằng H, thằng H. Mà trên này các bạn có hai thằng trên nét trên mặt cùng mặt phẳng, thằng nét đậm có thiếu thằng nét đứt ha, có đứt chỉ có đậm. Hai thằng này các bạn hiểu là trên một mặt phẳng và thằng thiếu nét đậm và thằng H là đọc bình thường ha. Và các bạn sẽ thấy là thằng này đi với liter, thằng này đi với C, thằng đi với C, đó liter sẽ là thằng nhóm thế số 1. Thằng C này gắn với oxy gắn với lại thằng liter. Thằng C này gắn với thằng C, C này gắn với C. C này lớp thứ hai gắn với S, giờ là thằng ưu tiên hơn. Đó là cái nhánh nhóm thứ hai, bạn có số 1, số 2, số 3, 1, 2, 3. Thằng này là R, thằng này là R, thằng thế nhỏ nhất là mét đứt R. Vậy các bạn có 2S, 5R, 6R nha. Sắp xong rồi mới vô. Rồi thằng số 3. Thằng số 3 của mình thì xét tại vị trí số 2, số 3 có carbon bất đối ha. Thì các bạn sẽ xét cho cô ha. Thằng H là thằng nhỏ nhất là nét đứt đọc bình thường, xác định cho cô thằng này đi với liter, thằng này đi với C, thằng này đi với C. Liter là thằng số 1. Thằng C này đi với lại
nối đôi oxy, nối với oxy các bạn cứ từ thằng C này gắn với 3 oxy, thằng C này gắn với 1 oxy gắn với C, đó thằng CO axit này ưu tiên hơn. Đây là số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3. Cái này là S, à, cái này là S. Thằng này là H là đọc ngược lại ha. 1 là S rồi, 1, 2, 3, enter chứ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cái này là S, cái này là S. Rồi thằng số 3 của mình là oxy là số 1, cái cục này là số 2, thằng C3 là số 3. Thằng H của mình đậm thì đọc ngược lại, 1, 2, 3. 1, 2, 3, S đọc ngược lại R. Vậy là 2S, 3R đúng không? 2S, 3R ha. Thằng số 3 của mình là 2S, 3R. Rồi, hai bài tập này ổn chưa? Là đến bây giờ là đi thi vào cái phần mà hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng cạn, hiệu ứng siêu liên hợp là các bạn chắc chắn các bạn không có được nhầm lẫn, không được quên, không được sai. Rồi cấu hình RS, cấu hình ES, cấu hình EZ đúng không ạ? Các bạn nhớ, các bạn học tới đâu các bạn hiểu tới đó, để lần sau các bạn nghe các bạn không phải suy nghĩ nữa mà trong đầu các bạn đưa ra đáp án luôn nha. Rồi được chưa? Rồi cô muốn sửa thêm nữa không? Sửa thêm nữa thì cô chụp hình lên, cô đẩy đi Zalo rồi cô đẩy về, cô sửa tiếp. Cô muốn sửa bài nữa không? Thằng lớp. Ở nhà làm tự luận cô yêu cầu là phải có chú thích ra nhóm là 1, 2, 3, các bạn quanh cái mũi tên, tức là các bạn theo chiều cho cô thôi. Bây giờ có muốn sửa nữa không? Sửa nữa thì cô sẽ chụp hình, cô đẩy chuyển file lên cái Zalo rồi cô sửa. Ai biểu mail trường không chịu vô, cứ đi vô mail trường mua của em chứ. Sửa nữa đúng không? Rồi chút chụp hình nha. Cuốn sách bài tập hôm nay soạn không có kịp. Bây giờ sửa phần cơ chế hay sửa bài phần nào? Mấy câu liên hợp á là sao? Hỏi là không hiểu hay sao? Hay là giảng lại? Liên hợp thì cứ vẽ ra ba trường hợp pi sigma pi, pi sigma p, pi sigma p chống. Pi sigma p thì các bạn gặp trường hợp mà lại nitơ oxy mà gắn vào vòng thơm mà các bạn hay gặp đó, hoặc gặp em trong tự do, hoặc là gắn cái điện tích âm á, các bạn sẽ gặp trường hợp là nhóm đẩy. Pi sigma p là nhóm rút. Lần sang có hỏi cái gì? Hỏi là giảng lại hay là làm bài tập hay sao? Nếu có sửa phần kia làm thêm hả? Làm thêm thì có cuốn sách câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ đó. Chúng ta cửa hàng 298 mua về làm đi, làm nát bét cuốn sách, không nào không hiểu mang đi hỏi cô. Trong cuốn sách có nhiều bài tập lắm. Làm bài tập nhưng mà cô không thể, cô đẩy đi quá nhiều bài tập một phần được vì thời gian bài tập không có nhiều. Cái đó cô chỉ làm những câu nào là đại diện thôi. Còn các bạn muốn làm thêm thì các bạn mua cái cuốn sách câu hỏi trắc nghiệm mà tổ chức cô giới thiệu cái cuốn kia đó. Hoặc bạn là lên trường 298 người ta có bán cuốn sách đó vì cô dạy khóa 18 ha, người ta có cái file đó rồi. Ha. Thì bạn nào muốn làm nhiều làm kỹ thì các bạn mua cuốn sách đó về các bạn làm. Cuốn sách đó có cả đáp án luôn. Ha, để bạn học các bạn hiểu hơn. Còn nếu trường hợp mà hôm nào mà tiện gặp lên trường mà không gặp cô thì bạn hỏi bài cô luôn. Còn chống orbital mà hả? Orbital hả? Thì các bạn hiểu là đối với carbon này, đối với nitơ này, đối với oxy các bạn hay gặp nhất, đó là ba nguyên tố đó, thì các bạn hiểu là có phân lớp 1s, 2s, 2p. Bởi vì carbon của mình là số điện tử của mình là số 6, nitơ số 7, thằng oxy số 8. À, nó còn orbital p, tức là cấu hình của nó, phân lớp ngoài cùng của nó còn orbital p. Nếu trên carbon
Carbon thường là yếu, các bạn sẽ tới nitơ oxy thôi. Trên nitơ của nó xung quanh nó chỉ có liên kết đơn, tức là trên đầu của nó còn cặp electron tự do. À, nghĩa là trên orbital p của nó còn cặp electron tự do. Thì cái cặp electron của nó trên orbital p của mình có khả năng đại điện tử khi mà nó gặp pi sigma p nha. Còn pi sigma p chống như nào thì cô nói rồi, vẫn là c cộng n cộng o cộng. Thì trên cái orbital p của thằng carbon nitơ oxy nó còn orbital p nhưng mà nó mang điện tích dương, tức là nó không có electron nào hết, thì bạn hiểu nó là orbital p trống. Còn pi sigma p thì bạn hiểu là trên orbital p của mình còn cặp electron, như vậy là các bạn sẽ gặp trường hợp hiệu ứng liên hợp là pi sigma p, được không? Bây giờ muốn sửa bài phần nào, có thể là cái phần mà bài tập mà anh bạn đan chưa thu bài đúng không? Chưa thu bài thì để cái tuần sau nữa, còn có cô sẽ cố gắng dành một cái buổi nào đó sửa bài tập cho các bạn. Thì cô sẽ sửa cái bài tập 2, thì hiện tại như bài tập 2 cho xưa chưa có sửa bài, chưa có nộp bài. Cái đó cô không có sửa. Chưa thu bài đúng không? Bài tập 2 chưa thu đúng không Đan? Rồi sửa thêm phần cơ chế nha, rồi cô chụp hình lại vô. Cái file chuyển tin ở đâu ta? Các bạn theo dõi nha. Phần cơ chế phản ứng thì các bạn hiểu cơ chế phản ứng thì nói sơ sơ lại phần carbon ca chi ông tí nha. Ta câu 1 người ta yêu cầu bạn là sắp xếp tăng dần thứ tự độ bền các ion, tức là trong hình này các bạn cho các bạn ion dương, tức là carbon ca chi ông đó. Người ta hỏi các bạn là carbon ca chi ông là bền ha. Sắp xếp thứ tự tăng độ bền, tăng dần thứ tự độ bền, tức là thằng nào yếu nhất, thằng bền là độ bền nào yếu nhất thì bạn xếp vào cùng. Thì nhớ cô carbon ca chi ông. Cô không to ra xíu. To nữa hả? Sao to đây?
sao mà to được đây? Được chưa? Được rồi đúng không? Sắp xếp theo thứ tự động bền các gì không? Ha, thì điện tích dương các bạn hiểu đơn giản là gì? Điện tích dương mà càng nhỏ, tức là các bạn thấy trên 3C này các bạn đều có mang một điện tích dương, tức là đều đang thiếu điện tử. Ha, nó thiếu nguyên một điện tích dương, tức là thiếu mất hết một cặp e bên trong rồi đó. Thì bạn học từ trước, bạn học phần phân cắt đó, đồng ly dự ly á, thì bạn hiểu là nó gắn với một thằng clo chẳng hạn. Thì lúc đó thằng clo đứt ra, thằng clo mang một mang hết lấy hết điện tích, nó mang điện tích âm, một âm. Thằng C này là sao, đáng lẽ là một cái liên kết của nó là một một electron của thằng C, một thằng electron của thằng khác, nhưng mà khi mà đứt liên kết thằng kia lấy hết rồi, thằng C này sẽ mang điện tích dương. Ba C này đều thiếu điện tử. Đều thiếu điện tử, các bạn thì tưởng tượng này, đối với thằng CH2 là CH3 cho ha. Thằng này có hai nhóm CH3 cho, thằng này có tới ba nhóm CH3 cho. Vậy là cùng mang một điện tích dương đều đang điện tích, đều đang thiếu điện tử, nhưng mà nhiều thằng cho thì làm sao đây, nó bớt thiếu hơn, bớt thiếu hơn điện tích dương của nó được giải tỏa, nhưng mà nó sẽ bền, nó sẽ tồn tại. À, còn các bạn hiểu rồi, với thằng này các bạn thấy là chỉ có một nhóm cho thôi, do đó thằng này còn thiếu rất là nhiều điện tích dương, nhiều như vậy chỉ cần gặp một thằng âm nhỏ thôi nó sẽ đã tham gia phản ứng rồi. Và như vậy thằng cả bô và ông của nó rất là kém bền. Còn lúc này bạn thấy này, nó mang đến đây nhưng mà cho nó giống xin ăn cho ba thằng cho, và tôi bớt thiếu hơn, tôi bớt thèm khát đi ăn xin hơn. Và như vậy tôi sẽ tồn tại, tôi sẽ sống được. Đi chơi lúc này các bạn thấy này, số một kém bền nhất thì thằng số hai, thằng số ba. Và các bạn hiểu đơn giản là đối với cả bô và ông càng nhiều nhóm đại điện tích dương giải tỏa nó càng bền. À, như vậy độ bền tăng dần thì thằng một nhỏ hơn thằng hai, nhà hai hai nhỏ ba. Câu số càng bên cạnh càng vậy thì nó càng bền, càng tồn tại nha. Thì đối với thằng A của mình các bạn thấy này, thằng này có nhóm C5, thằng này là CH3 này. Thằng dương này ở đây nè, các bạn tưởng tượng là thằng carbon vào trong mình bực ở gắn với thằng carbon mà càng bực cao, tức là có càng nhiều nhóm đại thì càng bền. Thằng này gắn với carbon vào trong của carbon bực nhất này, thằng này cả gắn carbon vào trong gắn với carbon bực bực này bực ba, được chưa? Thằng này gắn với carbon vào trong bực hai, thằng này gắn với carbon vào trong bực hai nè. Thì thằng nào sẽ là bền nhất thì các bạn thấy là cô nói rồi, đối với carbon và chi tức là chặt carbon mà điện tích dương á, mà gắn với carbon mà càng bực càng cao, càng nhiều nhóm đẩy thì nó càng bền. Và như vậy bền nhất thì thằng các bạn thấy là bực ba này, thì thằng C này gắn với thằng C này, gắn với thằng C này, gắn với thằng C này, từ đó cái gốc này là gốc bực ba. Còn đối thằng này là bực hai, thằng này cũng là bực hai, nhưng mà nếu trường hợp mà trong trường hợp người ta yêu các bạn là so sánh thằng này yếu nhất thì các bạn sẽ nắm được là thằng này yếu nhất này. Này, bởi vì thằng này các bạn thấy là carbon bậc 2 có hai nhóm đại, có hai nhóm đại, thằng này cũng có hai nhóm đại, nhưng thằng này thì là carbon các em bậc 1, cái đó điện tích dương của nó chỉ được một nhóm cho thôi, cái đó được làm sao là ít giải tỏa nhất, điện tích dương của nó tồn tại nhiều nhất thì nó ra đây dễ phản ứng, tức là dễ gặp thằng âm để nó tạo ra sản phẩm. Như vậy thằng 1 là thằng kém bền nhất, cái thằng số D, bởi vì các bạn biết là thằng D của mình là sao đây, thằng carbon các em này là nhóm CH3 xa hơn. Như vậy nó đẩy yếu hơn nha. Và như vậy bạn thấy này, thằng này sẽ là A yếu nhất tới thằng D, D tới thằng C, và thằng B của mình là bền nhất nha. Đó, thằng carbon ion bực cao mà xung quanh nó càng nhiều nhóm đẩy càng bền. Rồi câu 3 thì câu khó rồi các bạn. Làm câu 4 đi. Mình giảng theo câu 3 các bạn sẽ bị rối, vì có nhiều có rút này, có rút này, có rút, có đẩy này, có rút này, nhóm này hai nhóm đẩy. Nếu là các bạn làm câu 3 các bạn cũng làm được. Thằng C6H5 gắn với thằng C này, các bạn tưởng tượng như thằng là gì đây, thằng C thiếu điện tử.
thằng C, thằng vòng bên dây của mình cũng coi như là nhóm cho điện tử đó, nhưng mà cho ít cho kém. Thằng này thằng C của mình là nhóm rút này, CF3 của mình là rút này, thứ ba nhóm flow đổ bị rất là mạnh. Đối thằng C này các bạn là nhóm đẩy, thằng này là nhóm rút. À, thằng này là nhóm rút nhưng có hai nhóm đẩy. Nếu người ta nói là thằng bền nhất thì bạn hiểu là thằng số 3 thằng bền nhất, nhưng mà yếu nhất sẽ là thằng số 2 là yếu nhất. Hai thằng hai của mình sẽ nhỏ hơn thằng 4, 4 của mình nhỏ hơn thằng 1, 1 của mình nhỏ hơn thằng 5, 5 của mình nhỏ hơn thằng số 3. Tức là các bạn trong thời bài bài tập đấy bạn cũng so sánh được, các bạn xác định cho cô thằng C là dương, thằng C gặp bô ca chê ông dương, thằng C ông dương, dương dương. Các bạn chỉ xác định cho cô những nhóm thế bên cạnh nhóm đẩy nhóm rút. Thì các bạn thấy C6H5 ha, thì các bạn thấy theo cái pi sigma pi trống á, thì thằng vòng benzen của mình cũng cho điện tử đối với thằng C này ha, cho yếu. Thằng CF3 là nhóm rút điện tử của nó, thằng này là nhóm đẩy, CH3 là nhóm đẩy, thằng này là nhóm rút. Thì thằng CHF3 rút mạnh hơn so với thằng CCL ha. Đó điện tích dương thằng này sẽ mạnh nhất, thằng này kém bền nhất này. Đó. Có thằng F3 lại kém bền nhất. Cái thằng C6H5 thì các bạn cũng hiểu CH3 là hai nhóm đẩy, thằng bản thân thằng C6H5 cũng đẩy. Mặc dù nó có bình thường nó là nhóm rút nhưng mà nó cũng là nhóm đẩy cho với thằng carbon qua trong này. Cái đó thằng số 3 của mình là nhiều nhỏ nhiều nhóm đẩy nhất. À, 3 tới 3 nhóm thằng CF3 đẩy. Đấy, thằng 3 là mạnh nhất. À, các bạn hiểu thằng số 4 đó. Đúng là phải thằng 2 yếu nhất. 2 nhỏ hơn 4, 4 nhỏ hơn 3. Nhưng mà cái này là hệ thống liên hợp, nó sẽ bền hơn. À, và như vậy 3 3 nhỏ hơn thằng 5. Thằng này có tới 3 thằng, 3 thằng vòng benzen liên hợp với nó lận, để nó rất là bền. 3 nhỏ hơn 5 mà 5 nhỏ hơn 1. À, 1 sẽ là mạnh nhất. Bởi vì cái nguyên cái hệ thống là hệ thống liên hợp pi sigma pi trống. Ba cái vòng benzen liên hợp với thằng này có hai thằng, một vòng benzen liên hợp với thằng này. Đó thằng số 1 và thằng số 5 là hệ thống liên hợp. Đó các bộ cái nó sẽ bền, nó giải tỏa đầy đều trên toàn hệ thống. Đó thằng 1 sẽ nằm bền nhất tới thằng 5. À, trong ba thằng này các bạn xác định thằng này mạnh rút mạnh nhất, rồi đó sẽ kém bền nhất nha, thằng số 2 yếu nhất đến thằng số 4 rồi tới thằng số 3 và cuối cùng đến 5 và 1 ha. Đó câu số 3 của mình đã ăn D. Câu số 4 của mình trong các bô ca chê ông sao, các bô ca chê ông nào bền nhất là thì các bạn cũng xét lại cho cô thôi. Trong này đều có giống nhau là có điện tích dương, các bạn điện tích dương có vòng benzen, có vòng benzen. Còn chỉ cần xác định cho cô các bô ca ông bền là tức là xung quanh là có nhiều nhóm đẩy. À, và các bạn xác định cho cô AnO2 là nhóm rút điện tử trừ Y trừ C. Thằng này là gì đây? Trừ Y dương C nhưng mà trừ Y mạnh hơn. Thằng này là hiện tượng trừ Y dương C, cho đó thằng OH sẽ đẩy mạnh. Đẩy mạnh cho nên điện tích dương là được giải tỏa. Đó bền nhất thì là thằng số D. À. Còn đối với các bạn nhau thì ngược lại ha, cái này cô chỉ giải thích thêm thôi, nói mất công rối nữa. Các bạn nhau thì ngược lại ha, điện tích âm nào mà nhỏ nhất thì lúc đó nó sẽ bền nhất, nó sẽ tồn tại. Còn nếu trường hợp mà các bạn thấy rằng âm mà càng nhiều, nếu các bạn chỉ cần gặp một thằng dương rất là nhỏ thôi nó đã phản ứng và như vậy nó không tồn tại. Nhưng đối với thằng các bạn nhau thì ngược lại, càng nhiều nhóm rút thì càng bền. À, và các bạn thấy đối với thằng này là chủ yếu là ba trường hợp này là đều là nhóm đẩy, thằng này đẩy yếu nhất thì là thằng bền nhất ha. Tăng dần độ bền thì thằng này sẽ làm nhỏ nhất để thằng số thằng ba sẽ là kém bền nhất, bởi vì thằng này có càng nhiều nhóm đẩy là cái điện tích dương này sẽ tăng lên. À, thằng ba yếu hơn thằng hai, hai yếu hơn thằng một. À, đó. Đáp án số 5 thì dễ rồi. Rồi cô sẽ làm cái phần cơ chế tập trung cho các bạn. Để trước khi mình làm cơ chế thì cô sẽ giải quyết thêm phần kia chút xíu. Câu số 11 đi ha, người ta cho các bạn tác nhân một ra mã là NO2 cộng CN trừ brom cộng OH trừ. Người ta hỏi các tác nhân ái điện tử là gì? Ái điện tử tức là thích điện tích âm, bản thân của nó mang điện tích dương. Vậy trong trường hợp này các bạn có số 1, số 3 là tác nhân ái điện tử. Nhớ ái điện tử, ái là yêu, là thích điện tích âm thì bản thân nó sẽ mang điện tích dương. Cái đó chỉ còn thằng số 1 và thằng số 3 thôi.
Vậy trong thằng số 1 của mình nó hay là cô nói là nhóm thuốc điện tử mạnh nhất, do đó tác nhân ái điện tử của mình là sao đây? Mạnh nè. Và người ta hỏi tác nhân ái điện tử là thằng số 1 và thằng số 3, 1 và 3. Và câu số 12. Bắt tại về. Rồi cũng là cái câu NO2, một cái câu vừa nãy là câu số 11 đó. Thì cũng là hỏi trong cái tác nhân ái nhân. Các bạn nốt nốt lại cái file vừa nãy đi. Câu vừa nãy là NO2 CN trừ brom cộng OH trừ, dương của mình NO2 brom. Còn âm là CNOH trừ. Người ta hỏi các bạn tác nhân nào là ái nhân, ái nhân tức là bạn thân là mang điện tích âm, vậy là thằng CN trừ và OH trừ, đúng không? Quên rồi. Thằng OH trừ là CN trừ OH trừ, ái nhân là thằng 2 và thằng 4. Rồi câu 13, câu 14 các bạn làm xem này. Lát nữa đến cái phần mà câu số 10, mà câu này dễ nè. Câu số 13, ion gốc nào được hình thành với sự phân ly cắt dị ly? Việc người ta hỏi cho các bạn này, NO2 cộng CN trừ brom chấm brom cộng. Người ta hỏi ion là gốc nào được hình thành sự phân cắt dị ly. Dị ly tức là một cặp e của sau khi cắt thì về một thằng, về một hướng. Còn đồng ly tức là mỗi thằng mang đi một cái dấu chấm. Và trường hợp mà một mang điện tích dương, hai mang điện tích âm thì thằng nào sẽ là cắt dị ly nha, thằng số 1, số 2 và số 4. Còn gốc đồng ly có nghĩa là sau khi chia cắt mỗi đứa mang đi một cái chấm, tức là ly dị mỗi đứa một cái nhà đó ha. Thì bạn thấy là thằng số 3 thằng cắt đồng ly. Rồi câu số 15 đến câu 22. Cho các phương trình số 1, người ta hỏi các bạn từng cái phương trình này cái nào là phản ứng thế, là phản ứng cộng, các bạn phân tích ra. Số 1 đa mã các bạn thấy ankan phản ứng clo có mặt của ánh sáng ha, các bạn thấy này, một thằng H đi ra thay thế một thằng clo ha. Thằng này các bạn học ankan rồi, đây là thế. Thế halogen và ankan. Đây là thế có tác nhân là ánh sáng ha, thì các bạn nghĩ ngay đến phản ứng thế SNR là thế gốc tự do. Ha. Còn tiếp theo nữa câu số 2. Câu số 2 thì đây là dẫn xuất halogen mà tác nhân của mình là CN trừ, các bạn thấy CN trừ tấn công vào đây, CN trừ của mình mang điện tích âm. Đang điện tích âm thì nó là tác nhân ái gì? Ái nhân. À, nó là thế nu của neon. Các bạn thấy brom đi ra CN đi vào và đứng thế. Trong thế này là thế SE, thế SN, SE thế SN. Thì bạn thấy nè. Muốn SE, SN thì bạn nghĩ bình thường các bạn thấy thế trên gốc vòng thơm thì các bạn sẽ nghĩ là SE, còn đây là thế SN bởi vì các bạn thấy tác nhân là CN trừ tấn công vào đây. N trừ thì mang điện tích âm sẽ là thằng nuclein, tức là thích điện tích dương. Nó bản thân nó mang điện tích âm. Mà đó các bạn thấy là thế SN. Và cái thi có thể người ta hỏi các bạn đây là thế SN1 hay SN2, thế đơn phân tử hay lưỡng phân tử. Nếu bạn thấy này, đây là đối với này là gốc gốc bậc 1 thì sẽ ưu tiên thế SN2, gốc bậc 3 sẽ ưu tiên thế SN1. Đó cụ thể hơn, người ta hỏi thế nu của lô phiên là đơn hay lưỡng thì bạn phải trả lời được nha. Và tiếp theo nữa phản ứng số 3. Phản ứng số A phản ứng đi N under ha, thì bạn hiểu đơn giản là phản ứng cộng, hai thằng này sẽ cộng lại ra một sản phẩm. Và cộng này của liên kết C nối đôi C, đặc trưng là thế E gì? Cộng gì? Cộng AE cộng N. Cộng AE là cộng electrophil. Còn cộng AN là cộng nu của neutrophil gặp trong trường hợp C nối đôi O. Đặc trưng nó là thế cộng AN. Thằng này các bạn ghi chú ra. Bởi ngoặc thằng số 1 của mình là thế